Hello, hello mọi người, các chị ơi thấy em không ạ? Hôm nay live sớm nha các chị ơi. Hôm nay muộn, hôm nay live sớm. Rất là nhiều hàng hot em sale rẻ luôn. Nói chung là hôm nay tổng xả kho và hẹn các chị là chiều mai nữa nhá. Ngày hôm nay các chị chọn để em dồn đơn áo đang mặc đẹp không các chị? Đẹp mà rẻ nha. Áo này các chị biết em bán các chị bao nhiêu không ạ? Mọi người nhanh tay nhá các chị ơi, chia sẻ live stream cho em với. Áo đang mặc của sự con áo siêu phẩm luôn. Thật các chị bắt đầu vào hàng thu đông ấy thì em đang nhập về những cái hàng chất liệu kiểu như này chị này. Chất nó kiểu tăm tăm ấy, kiểu nó không phải cotton như ngày xưa, bây giờ chất nó sẽ kiểu tăm tăm một tí, là các chị mặc thời tiết thu đông ấy, rất là đẹp luôn. Áo đang mặc nhiều màu lắm và các chị nghe giá sốc luôn. Nha các chị, mỗi người lên mua hai cái mà mặc em thật em áo bán cái giá này em đang bị chặn like trong nhóm nên là em phải like trang cả năng like trong page. Là em không mất cái gì cả, em sẽ bán cho chị rất là rẻ luôn. Các chị nhanh tay vào, nhanh chóng vào xem livestream, mọi người chấm bài em với các chị ơi. Chấm bài cho em với nhá. Mỗi người em xin một nút chấm, một nút chia sẻ về trang cá nhân hội nhóm với các chị ơi. Đó, chia sẻ like cho em với, chấm bài em với để em xem bị ẩn comment không nhá. Áo đang mặc rẻ lắm. Chị ở Gia Lâm Hà Nội nhá, ở Gia Lâm Hà Nội. Có ship code toàn quốc nhưng mà hiện Hồ Chí Minh là cũng có nhận đơn nhưng mà Hồ Chí Minh thì em sẽ gửi bên bưu điện là lâu lắm. Bưu điện có khi đến 10 ngày mất em mãi nó vẫn chưa, khách vẫn chưa nhận được hàng, chắc là lâu lắm các chị ạ. Nhưng mà bây giờ không nhận đơn Hồ Chí Minh nữa nhưng mà em sẽ gửi bưu điện cho các chị nhá. Mọi người nhanh tay vào xem livestream, mọi người chấm bài em với. Mỗi người xin một nút chấm, một nút chia sẻ để các chị chấm bài, thả tim thả like để không bị ẩn comment các chị nhá. Mọi người thả tim thả like để không bị ẩn comment nhá, tại vì là những chị nào tương tác tốt là sẽ không bị ẩn comment luôn. Đấy, nhưng các chị cố gắng là mình chấm bài, mình tương tác cho em với. Được chưa các chị, vào xem đông đủ chưa? Bắt đầu em lên hàng các chị này, hôm nay đằng sau lưng em này. Thật ra là hôm qua vẫn là những mẫu hôm qua, hôm nay có về được mẫu mới này thôi, về cái mẫu này. Với cả về được cái gì nhỉ? Về được cái áo này thôi thì phải. Nhưng mà nó thật là con áo này siêu phẩm luôn. Đúng rồi chị ơi, lâu lắm em gửi bên Viettel, bên bưu điện em ship chậm cho đỡ tốn tiền ship, nhưng ship nhanh tận hơn 100.000 cơ. Tại bầu của chị to quá nên em ship chậm. Em vẫn phải chịu thêm phí đấy. Mọi người chấm bài chưa các chị? Chấm bài, chia sẻ livestream cho em với nhá. Áo cổ có đang mặc, có dáng, có cổ, ẩn ẩn hết comment rồi, phải đọc, em phải đọc trên máy khác đây này các chị ơi. Túi bao nhiêu? Túi 180, túi 180 nha các bà nhớ. Áo đang mặc 75.000 các chị ơi, áo đang mặc là 75.000 thôi các chị nhá, quá rẻ luôn mọi người ơi. 75.000 cái áo đang mặc thôi nha mọi người nhá. Cho em xin một nút chia sẻ đi các chị. Áo đang mặc là dáng dài nhá, dáng thường, không phải dáng dài hẳn đâu, nó dáng thường, mặc sơ vin được mà mặc đóng thùng, nói chung là mặc kiểu gì cũng được hết. Đẹp lắm ạ, áo đang mặc sự quá rẻ đẹp luôn các chị. 75.000 em có tất cả là 7 màu nha các chị nhá. Túi này em còn hai cái thanh lý luôn các chị, 180 nhá. Em không bán túi đâu. Lấy về cùng ở nó sót ở trong cái đống hàng. Hôm nay lọc ra em thấy còn hai cái túi. Rồi các chị ơi, mọi người thấy thế nào? Áo đang mặc là dáng thường, không phải dáng ngắn, không phải dáng dài hẳn, nó là dáng thường. Đây cho máy cao lên một tí nhá để cho các chị nhìn. Áo đang mặc 75.000, để em bắt đầu bảng màu các chị chốt đơn nhá. Em các chị lưu ý là chỉ chốt đơn trên live với giá này, ngoài live sẽ là 85.000 nhá. Để em cho máy nó chùi xuống một tí, các chị nhìn thêm được cả dáng áo luôn. Được chưa mọi người? Rồi các chị bắt đầu chưa? Để em bắt đầu giơ bảng màu nào. Áo đang mặc 75.000 thôi, đẹp lắm các chị ơi, chất liệu vải tăm gân nhá, vải kiểu như là vải dành cho mặc thời tiết thu đông ấy. Nó không phải hàng len đâu các chị. Có đủ màu áo cũng như có cổ kia. Em lại treo cái màu hồng nó hơi lóa phải không các chị nhỉ? Quần trắng sau kia là 170 nhá chị nhá. Quần trắng sau kia 170. Quần đấy em là hàng Quảng Châu, hàng hai lớp. Đấy lại máy sao lại tối om rồi. Đơn ơi qua chốt đi chưa? Chị không rõ, nếu mà có người chốt đơn thì là cũng không biết đâu. Nói chung là có người chốt đơn là có đơn. Còn đi hàng thì chị còn phụ thuộc kiểu phải gom hàng ấy rồi là gửi cái khu vực nào để cho nó đúng, nó kịp vụ. Nếu em có thể dồn đơn nhá. Áo đang mặc là 75.000, chị chốt đơn cho mã hàng là áo kẻ các chị nhá. Thì cần ghi là áo kẻ thôi. Đấy, còn cái mã có cổ kia sẽ đặt tên là cổ Đức, em treo cái màu xanh nhá, không mấy cái màu này nhìn nó hơi ấy. Nó hơi hơi bị lóa, không nhìn rõ. Quần trắng này là 170 các chị ơi, từ để em sơ bảng màu. Đấy. Thì em treo cái màu đen lên ấy quá. Đây quần đang mặc 110.000 quá rẻ luôn các chị, em đổi bảng đọc bảng màu áo đang mặc nha các chị nhá. Áo đang mặc sale cho các chị trên live với giá là 75.000 một áo thôi ạ. Thề luôn em bán con áo này lãi các chị được như thế là 9.000 lẻ. Tại vì áo này, ui, tí rơi máy. Áo này thật sự các chị trong chợ giá xỉ rẻ nhất là 90.000 rồi các chị ơi. Em lấy tận gốc luôn, với hai em lãi rất là ít. Vì đa số khách em mua là người ta mua nhiều, người ta không có mua ít đâu, người ta toàn mua nhiều ấy. Nên là em quyết tâm em sẽ bán rẻ lấy số lượng thôi. Hôm nay nhận được thế à?
Và cảm ơn chị Tuấn Hoa nhá. Thế là chị nhận được hàng rồi à. Cảm ơn chị nhá. Đây mọi người ơi, áo đang mặc chốt cho em là áo kẻ các chị nhá. Chỉ cần ghi là áo kẻ thôi, em đọc bảng màu. Em mặc nó là màu kẻ kẻ gì nhỉ? Chết rồi, đây đây gọi là kẻ vàng đi, tại em có hai màu vàng cơ. Cái này vàng phối xanh, em sẽ đọc theo màu của áo nhá. Đây là màu kẻ vàng này, đây là màu kẻ trắng nhá. Em các chị nó có nhiều màu quá, em chỉ đọc cái tên gọi thôi. Có quần sóc lụa thường không á? Sóc lụa thường, ống thường á? Ống thường là ống như nào chị nhỉ? Em có mấy cái quần kiểu như này chị này. Quần sóc đùi thôi, sóc dài em không có đâu. Quần đúng rồi, quần sóc lụa thường này 65.000 một quần, các chị mua từ hai quần sẽ còn giá là 60.000. Các chị nhá, mua từ hai quần là còn với giá là 60.000 thôi. Đợt trước là 69, bây giờ còn 65 các chị nhá. Áo đang mặc các chị lên đơn là áo kẻ nhá. Em mặc là màu kẻ vàng. Các chị mua một đôi đi. Đây là màu kẻ trắng nhá các chị nhá. Nó cũng là màu vàng nhưng mà nó sẽ phối cái sọc trắng, em sẽ gọi là kẻ trắng nhá. 75.000 rẻ lắm các chị. Em nhiên đang mặc trên người con này dưới 60 cân các chị nhá. Mặc đẹp lắm, nó sự quá đẹp luôn ấy, 75.000 một cái. Ok chị Tuấn em chốt đơn, mọi người mua đi, nó thật là các chị không phải lo về chất lượng đâu. Em bán tại shop, chẳng qua bây giờ nó đang bị đóng cửa hàng nên là em chả biết có nơi gì để mà bán ở đâu nữa, chỉ bán trên mạng thôi. Nên là sẽ bán rẻ nhất. Ok, quần đang mặc là 110 tí em lên nhá. Quần đang mặc là 101 chị ơi. Từ em đọc bảng màu đến đâu nhỉ? Em mặc là kẻ vàng này, đây là kẻ trắng này. Đây là kẻ xanh các chị nhá. Đây là kẻ xanh, đây là kẻ đỏ này. Đây là kẻ đen. Và cái mã này các chị ghi cho em là kẻ tím các chị nhá. 75.000 một cái dưới 60 cân. Các chị comment đúng một lần, mắt em hơi kém, em không đọc được hết comment đâu. Kiểu mắt em bị cận ý, nên là em không đeo kính, nên là đứng xa này không nhìn thấy tên của ai đâu, chỉ hiện lên số điện thoại em nhìn thấy thôi. Em dưới 60 cân ạ, 40 cân đến 60 cân là các chị vừa nhá. Mọi người cứ chốt đơn đi, từ đây ngày mai em nhận dồn đơn để chiều mai em xả hàng cơ. Các chị cứ chốt đơn thoải mái đi. À đâu, trưa mai hoặc là tầm chiều mai đấy, chung là em sẽ xả để gộp trong 2 ngày các chị đi đơn cho đỡ tốn tiền ship các chị nhá. Đẹp lắm các chị ơi, toàn màu đẹp luôn, kẻ vàng, em mặc là kẻ vàng các chị nhá. Đây là màu kẻ trắng này. Đây là màu kẻ xanh này. Kẻ xanh các chị nhá. Em giơ tên như nào chị ta comment thế nhá, kẻ xanh. Đây là kẻ đỏ này các chị ơi. Đấy, đây là kẻ đen và đây là kẻ màu tím cho em nhá. Cái màu này em tâm đắc nhất này, màu này đẹp nhất luôn. Em mặc đầu like cho các chị cho luôn, những màu này rất là đẹp luôn, các chị mua luôn hai cái đi. Quá rẻ luôn, 75.000 một cái các chị nhá. Còn chất lượng đẹp hay không, mọi người bóc hàng ra kiểm tra hàng thoải mái chị nhìn này. Eo ơi, mọi người chất vải cho em. Đây là cái hàng dành riêng các chị mặc hàng thu đông, là các chị mặc thời tiết bây giờ đấy ạ. Nha các chị nhá, mix cho em với quần sock, quần này em có bán nhá. Quần này là 99.000. Đấy các chị chốt đơn mã quần này ghi là quần sock Gucci cho em các chị nhá, 99.000 một quần. Là nghĩa cái form này hơi nhỏ, tầm 54-55 cân thôi ạ, không có size to các chị nhá. Tiếp nha mọi người ơi. Em ơi, hôm nay nhiều chẳng biết bán được đắt ở đâu rồi, nhiều mẫu xinh rẻ lắm các chị. Quần đang mặc đây ạ, quần em mặc ghi là quần xòe các chị nhá, quần sóc xòe. Sale mọi người là 110.000 thôi. Ok, chị Trang đỗ rồi nhá, mọi người chỉ cần để lại số điện thoại là sẽ có đơn. Mắt em hơi kém không đọc được tên đâu, hôm nay em like một mình nên không có nhân viên đọc tên, nên là các chị cứ để lại số điện thoại là auto lên đơn các chị nhá. 75.000 một áo các chị ơi, quá rẻ đẹp luôn mọi người. Em test thử chất vải chị xem nhá. Riêng hàng em các chị nhiều khi các chị nghe nghĩ bảo rẻ quá hay là không biết chất nó có ra gì không, mọi người mua thử đi. Đây các chị nhìn này, em ơi nhìn chất cho em này. Cái này thì em nghĩ không phải gì, 65 cân vẫn vừa các chị này. Test thoải mái chất cho em nhá. Nó đanh, nó dai mà nó co giãn, không thể nào mà gọi là có thể đẹp hơn và rẻ hơn cái giá em bán luôn. Em cam kết trong chợ giá buôn tại Linh Hiệp nhá, nó sẽ phải giá tầm khoảng 90.000 trở lên. Tại vì cái này em lấy tận kho các chị ơi, lấy tận kho luôn, tận xưởng luôn. Em ơi màu kẻ xanh là đẹp quá luôn này các chị ơi. Em ơi màu này mặc với quần này hợp luôn. Nha các chị nhìn kỹ chất cho em, mọi người test thử chất này. Nó giãn này, nó sự luôn. Con này 62 cân vẫn vừa luôn. Chẳng qua là các chị nào có mặc quen hay mặc ôm hay không thôi. 75.000 một cái cho em xin số điện thoại. Đẹp lắm ạ. Em ơi các chị khách quen mọi người mua nhanh. Em rất là muốn bán cho khách quen và thứ hai là bán cho những khách mà chưa mua hàng em bao giờ, các chị cảm nhận nhá. Mua một con áo 75.000 có đáng đồng tiền không các chị? Ra shop mua, em bán tại shop là 130.000 nhá. Đây, test này, thật ra con này 65 cân, 62 cân vẫn vừa. Nếu các chị nào mình thích quá mọi người cứ mua. Đến nơi cho các chị bỏ ra xỏ tại chỗ mặc thử luôn nhá. Em cho các chị mặc thử tại chỗ luôn. Nếu mọi người ưng thì mọi người lấy, mà không ưng thì giải hàng cho em. Chất này là siêu co giãn luôn. Thật sự luôn, 75.000 một áo các chị nhá. Siêu co giãn các chị nhìn này. Cái áo này căng ra nó đã bằng gấp đôi cổ em rồi. Bắp tay to, bắp tay nhỏ chấp hết nha các chị nhá. Này, 75.000. Ok chị Tiểu, ok Dương Tiểu Thanh chốt đơn nhá. Em đọc lại bảng màu nhá. Em mặc là màu kẻ vàng. Cái màu em treo là màu kẻ trắng các chị nhá. Cái màu này thì ghi là kẻ xanh nha mọi người này. Kẻ xanh. Đấy, em mặc thử kẻ xanh đi. Eo màu đẹp nhỏ, màu tím đẹp này. Đây là màu kẻ tím các chị nhá. Còn đây là kẻ đen. Và cuối cùng đây là kẻ đỏ các chị nhá. Mọi người màu nào cũng đẹp, mua lên mua hai màu các chị ơi. Lên mua hai màu.
nhá, quần đang mặc của em sale các chị trên live với giá là 110.000. Và cái quần em mix cùng mấy con áo kẻ kia có giá là 99.000 một quần thôi nha các chị nhá. Quần shop cũng thế, em sale các chị rất là rẻ luôn. Đây ạ, 99k một quần các chị. Đã là sở hữu một con quần sock như này, sock Gucci, nó mài chứ không phải là in đâu ạ. Nó không phải là in hình đâu, nên không bao giờ bong được. 99k một quần đủ size S, M, L các chị nhá. Dành cho mọi người cân nặng tầm dưới 54-55 cân. Nói chung là tùy chiều cao, tùy cân nặng và tùy vòng eo nhá. Em như mặc cái quần này em 53 cân em mặc size M đấy ạ. Nha mọi người, chốt đơn nhanh cho em nhá. Áo kẻ kèm màu, em đọc bảo màu nhá, kẻ vàng này, kẻ trắng này. Em sẽ mặc thử một cái màu kẻ xanh. Đây, cái màu này em cũng rất là thích màu này này. Màu này nó sặc sỡ đẹp này. Kẻ xanh nha các chị nhá, 75.000 một áo thôi ạ. 75.000 một áo thì chốt đơn cho em kèm số điện thoại nhá. Đây là màu kẻ đỏ này, đây là màu kẻ đen. Và cuối cùng đây là màu kẻ tím cho em nhá. 75.000, ai lấy chốt cho em là áo kẻ kèm màu kèm số điện thoại nhá. Hôm nay em có mấy cái mã hàng áo cộc cộc mà dành đầu vụ ấy, áo len đầu vụ cũng sale rẻ các chị luôn. Được chưa mọi người? Rồi chị nào, mỗi người em xin một nút chấm, một nút chia sẻ nha các chị ơi, để em qua mẫu nào. Nhiều lắm luôn ý, hôm nay sale rất là rẻ luôn, toàn là hàng hot luôn. Đợi em một tí nhá, để em mặc thử màu khác cho các chị chốt này. Áo này em đang chạy số lượng nên các bạn đặt hàng thoải mái. Đấy, em bao giá bao chất các chị luôn. Cái áo ren kia mới là đỉnh kìa. Áo ren kia mới có bao nhiêu, có 75.000 luôn này. Hôm nay toàn làm hàng mấy chục nghìn luôn nha các chị nhá. Ẩn comment hay sao, mỗi người em xin một nút chấm các chị nhá. Mỗi người em xin một nút chấm đi các chị ơi, để xem bị ẩn comment không. Cái này là kẻ xanh cho em ạ. Kẻ xanh này nó sẽ phối sắc màu, các chị yên tâm. Chất không bao giờ phải lo nha mọi người, em cam kết mọi người mua bét bên ngoài phải 120.000 trở lên. Thử áo cổ Đức Hồng sau lưng ok, áo đấy của em là 85.000, nhưng mà thôi là 85.000 nếu các chị mua từ hai cái, nhưng mà phải hai cái cùng một mẫu nhá, thì em sẽ bán các chị giá là 80.000 nhá các chị nhá. Áo cổ Đức đấy cũng rất là đẹp luôn các chị ơi. Nói thật là cái thời điểm này là em bắt đầu gây dựng lại từ đầu các chị ạ, nên em bán rất là rẻ các chị luôn. Ok, áo có cổ em là hàng 85.000, các chị mua từ hai áo có cổ sẽ có giá là 80.000 thôi các chị nhá. Em cần ăn số lượng, không cần lãi nhiều. Em lãi 50.000 một cái em cũng bán các chị ạ. Em bị chặn hết Facebook rồi, khóa nó chặn hết rồi, làm gì còn cái gì đâu, còn mỗi pet thôi. Đây là gây dựng pet lại từ đầu. Đây màu kẻ xanh đẹp các chị này. Em bắt đầu lên các chị con áo kẻ cổ Đức nha các chị nhá. Màu nào cũng đẹp, mặc đi làm đi chơi, mặc ở nhà, nói chung là riêng con áo này là một con áo rất là dễ mix đồ, rất là dễ mặc, nên các chị hầu như từ già đến trẻ các chị mặc được hết. Thậm chí mọi người mua con gái nhá, con gái nó tầm khoảng lớp 3, lớp 4 ý, mà người nó không gầy quá các chị vẫn mặc được. Nói chung là từ 40 cân đến khoảng tầm 60 cân, 60, 62 cân là các chị mặc đẹp nhá. 75.000 một cái nha mọi người, chốt đơn cho em là áo kẻ kèm màu kèm số điện thoại. Cái màu này bao giờ là màu em mặc đầu like em cũng ưng nhất này. Đấy thì nhiều chị nào thích các chị cứ để lên cái màu này cũng được. Đấy, rồi em qua mẫu nha các chị, lên con áo kẻ cổ Đức nhá. Đấy, ai lấy chốt đơn nốt cho em nhá. Chị nào mới vào xem live, chị đặt hàng thì cần ghi là áo kẻ thôi. Còn nếu mà các chị không biết nó là, không biết lấy màu gì thì mọi người có thể là để lại số điện thoại bên em, ngày mai gửi bảng màu qua Zalo các chị chọn nhá. Em mặc là kẻ xanh, kia là cái em treo là kẻ trắng các chị nhá. Mặc dù là màu vàng nhưng mà nó có phối trắng nên em sẽ đặt tên nó là kẻ trắng để cho nó tên nó khác nhau ra, vì nó quá nhiều màu la lá nhau. Cái này là kẻ vàng cho em này, 75.000 một cái. Đây là màu kẻ đen, đây là màu kẻ đỏ các chị nhá. Và đây là kẻ tím. Đấy, ai lấy chốt cho em mã hàng là áo kẻ kèm màu kèm số điện thoại em chốt đơn nhá. Bây giờ em qua mẫu này. Đẹp quá rồi. Lên các chị con áo cổ Đức đi. Con này cũng 75.000 này, mọi người tin được không ạ? Bên ngoài bán các chị con áo này 250 chạy quảng cáo này. Thật sự luôn. 75.000 luôn, hôm nay bán mấy chục nghìn em không cần lãi nha các chị nhá. Bán các chị gọi là bán lấy tương tác, bán vui vui, thật sự nói không phải gì, nói như kiểu đám bán về đam mê luôn ý. Lãi này làm gì là chả ai lãi 50.000 cái áo đâu các chị ạ. Nhưng mà mọi người cứ mua rất là nhiều, khách em mua toàn mua tầm 2-3 cái trở lên ý, nên là em nhân lên vẫn có lãi nên em không cần lãi nhiều các chị ạ. Mọi người em chốt 1.3 em qua mẫu các chị nhá. Bắt đầu chấm 3 em qua mẫu lên các chị con áo kẻ cổ Đức nhá các chị ơi. Lên mọi người áo kẻ cổ Đức nhá. Đấy, ai lấy chốt cho em áo kẻ kèm màu kèm số điện thoại 75.000 một cái các chị nhá. 75.000 một cái em chốt đơn. Được chưa các chị, em qua mẫu nhá. Cái này mặc với con áo quần có đai nhìn đẹp lắm. Đây. Đấy, quần này sẽ là 99.000 thôi, quần shop 99.000. Rồi, qua mẫu con áo kẻ cổ Đức cho mọi người chốt này, có cả màu hồng. Cái này nhiều màu lắm nhưng em chỉ bán một vài màu kiểu đẹp đẹp thôi ạ. Đây, lên con màu này đi. Con màu kẻ to. Nhiều bà cứ bảo comment hay là cứ nhắn tin bảo chụp chị xem ảnh thật xem là nó có đẹp như mẫu mặc không, các chị nhìn xem mẫu mặc là ảnh thật rồi các chị nhá, và ảnh trải sàn nó có giống như em không ạ, từ cái tang mác luôn, nên các chị không cần hỏi ảnh thật đâu ạ. Những cái hàng áo kẻ em đăng lên là nó là ảnh thật rồi các chị nhá, cũng ở dưới tầm khoảng dưới 60 cân là các chị vừa nhá. Đấy, ai lấy mã này chốt cho em mã hàng là áo cổ Đức đi ạ, áo cổ Đức cho em nhá.
thật sự chất nó siêu co giãn luôn, nên là chị nào hơn 60 cân vẫn có thể, mình thích vẫn có thể lấy. Tại vì những cái mã này là nó là hàng ôm nên là mọi người ai mặc lên nó cũng đều ôm hết. Gầy béo mặc này ôm hết, chẳng qua các chị có hay quen mặc ôm hay không thôi nhá. Còn độ với độ co giãn của nó là sự siêu đỉnh luôn rồi các chị ơi. Đấy, 85.000 một áo, mua từ hai áo kẻ cổ Đức sẽ có giá là 80.000 nha các chị nhá. Bị ẩn comment hay sao nhở, sao lại có người xem mà không hiện comment nhỉ các chị ơi. Mỗi người em xin một nút chấm đi mọi người. Nó bị ẩn comment hay sao ấy, em không đọc được luôn ấy. Rồi ok, Ngọc Anh em chốt đơn, chắc là mấy bà này xem không đọc comment hay như nào, em không đọc được comment luôn. Ok, chị Trần Trang, ok chị dồn đơn phải không chị? Áo kẻ sát lách không có, nhưng mà bây giờ là sang thu chị sợ không bán được hàng sát lách ấy. Em ôn áo đây các chị này, áo cổ Đức này. 85.000 các chị nhá, mua từ hai áo sẽ có giá 80.000. Áo kẻ nâu có cổ kia bao nhiêu, kẻ nâu có cổ á? Kẻ nâu có cổ là cái nào chị? Làm gì có mã là có cổ kẻ, đây chỉ có kẻ xanh thôi chị ơi. Kẻ nâu có cổ à? Quần bồng LV kia bao nhiêu? Quần bồng LV kia là em có một cái em làm mẫu thôi, cái đấy em lấy phải hàng loại 2. Chị ở lấy em xả lỗ cho chị 50.000 đấy. Em phải lấy thật là em lấy phải hàng loại 2. Em không muốn nhìn về nhà bóc ra loại hàng loại 2, các chị em không dám bán luôn. Em nhập vào hàng 14 đấy các chị ơi. Còn váy ngủ 2 giây chị bán áo váy bộ ngủ 2 giây thôi, không bán váy ngủ 2 giây rồi. Tầm này sang thu đông rồi nên là em bộ ngủ hay gì đấy thì em cũng ít khi bán, em tập trung bán những cái mặt hàng nó phù hợp thời tiết thôi các chị ơi. Nhá, em qua mẫu áo đang mặc các chị chốt cho em mã hàng là áo kẻ cổ Đức nha các chị nhá. Áo cổ Đức, à quên, áo cổ Đức không phải kẻ cổ Đức đâu, áo cổ Đức. Đây bảng màu đây ạ. Đẹp lắm luôn mọi người ơi, quá nhiều màu luôn. Không bao giờ phải hỏi em là ảnh thật nhá các chị nhá. Những cái mã này cứ ưng là chốt thôi, không phải hỏi ảnh thật đâu. Cái áo logo kia là 79.000, chỉ có bộ 2 giây, bộ ngủ 2 giây à, chỉ có bộ ngủ 2 giây có chứ váy ngủ 2 giây chị không có. Nếu mọi người thích thì em đăng ảnh cho, em đăng ảnh lên mọi người order nhá. Bây giờ dịch giã này em không có nhập sẵn nhiều mẫu đâu, nhập về tồn hàng chết nha các chị nhá. Áo đang mặc ghi là áo cổ Đức nha các chị nhá, kèm màu kèm số điện thoại. Em mặc là kẻ xanh to này. Đây là màu hồng các chị này. Đó, đẹp lắm, cởi xanh nhỏ nhá. 85.000 mua từ hai áo còn giá 80. Cái này của em là màu xanh. 60, 62 cân, 65 cân nó thật các chị là thoải mái vừa. Tùy mọi người mặc có sợ là bị ôm quá hay không thôi. Chứ em mặc gầy 40 cân mà cũng ôm mà, 60 cân mà cũng ôm hết các chị ơi. Nó dáng như thế này rồi. Đây là màu trắng các chị, cho đơn màu trắng cho em này. Cái này là màu vàng các chị nhá. Và cái này ghi cho em là màu đen nhá. Ai lấy chốt cho em mã hàng là áo cổ Đức nha các chị nhá. Kèm màu kèm số điện thoại. Mọi người chốt đơn đi, ngày mai là tầm khoảng tầm chiều em sẽ lại tổng xả kho một lần nữa. Nên mọi người có thể dồn đơn nhá, có thể dồn đơn để em đi hàng ngày kia, em đi hàng một thể luôn. Tại vì bây giờ em phải gom hàng, không đi lấy ngày nào cũng lấy được ngày xưa đâu. Chỗ em đang dịch mà, nên là phải gom hàng các chị, đâu cũng thế. Bây giờ đi ra ngoài là khó khăn lắm các chị ạ. Nhá, ai lấy mã này chốt cho em mã hàng là áo cổ Đức các chị nhá. Kèm màu kèm số điện thoại. 40 cân thì khoảng tầm 60, 62 cân thoải mái vừa nhá. Đấy, ai lấy chốt cho em đi. Đẹp lắm này. Dáng thường nhá các chị nhá, co giãn thoải mái. Chất thì không bao giờ phải lo nhá, chất em nó không phải là hàng mà nó gian mà nó bị bay nhão đâu, mọi người yên tâm nhá. Đấy, chốt đơn em là áo cổ Đức nha các chị ơi, áo cổ Đức kèm màu kèm số điện thoại nhá. Mọi người em xin một nút chấm là tự nhiên lại không thấy comment luôn. Bộ ngủ 2 giây chỉ có mấy cái loại là 75.000, đó trước là mua từ hai bộ còn giá 70 nhá, bây giờ nó hạ giá rồi, là giống cái bộ chị đang mặc trên người đây này. Để chị dơ bảng màu, bộ ngủ 2 giây chỉ có bộ tăm thôi chứ không có mấy cái bộ khác đâu. Bây giờ hết vụ rồi em ạ. Hết vụ rồi. Ok nhá, lên bộ ngủ 2 giây của các chị muốn xem mẫu gì mới comment dưới cho em đi các chị. Muốn xem mẫu gì comment dưới cho em nhá. Đây áo đang mặc đẹp quá luôn các chị ơi. Xem mọi người trên like là áo cổ là 85.000 một áo. Mua từ hai áo còn giá là 80.000, quần đang mặc là 110.000 một quần. Được chưa các chị? 110.000 một quần áo đang mặc, quần đang mặc thôi nhá. Đây bộ ngủ 2 giây của những kiểu như này. Đây các bạn muốn thích xem mẫu gì để em lên bộ ngủ 2 giây nè mọi người ơi. Thế thì hết rồi, bộ ngủ 2 giây đây. 75.000 một bộ. Hàng ấy thì đầu tiên trước cái bán 89 bây giờ còn 85 nhá. Nói chung là cái gì cũng sẽ hạ giá vì bây giờ tình hình dịch chung ai cũng khó khăn nên là em cũng bán rẻ hơn, bên buôn người ta cũng đã hạ giá hơn rồi. Ôi mất cái chuôi rồi. Đây các chị ơi. Mất cái rồi. Đây em cứ bộ này thôi, bộ 2 giây này. 75.000 bộ, mua từ hai bộ còn 70.000 các chị nhá. Đây. Còn đây là bộ thêu, em chỉ có 3 mẫu này thôi. Ok chị Huỳnh Diễm My nhá, cho em xịt. Ok chị có đơn dọc nhỏ xanh à?
À thế là có đơn hôm qua à chị? Nếu mà hôm đơn hôm qua cho em lại số đi. Em sợ là đơn hôm qua em bên em gọi điện chốt đơn hết là hủy đơn hết rồi đấy. Áo đang mặc là 85.000 các chị nhá. 85.000 một áo, mua từ hai áo còn giá là 80.000. Nha các chị nhá, mua từ hai áo còn giá 80 nói chung là rẻ lắm luôn. Bây giờ đầu vụ các chị mua mới được giá này và thật đang trong tình hình là đang dịch nên là em mới bán giá này thôi. Bây giờ bị chặn like luôn, nếu không thật sự là bán này không có lãi luôn đấy các chị ạ. Nhá, ai lấy áo đang mặc lên đơn cho em qua mẫu tiếp theo các chị ơi. Em qua mẫu tiếp theo đây. Mọi người em xin một lúc chấm, một lúc chia sẻ các chị ơi. Qua mẫu tiếp theo mọi người. Đây lên mọi người con áo này. À đây mới về. Đâu nhỉ? Mấy kiểu như là đan dây về thun thun với cả mấy cái mã mà kiểu tang đá em vẫn về hàng đấy các chị, có muốn lên không em lên luôn cho chị Huyền Diễm My có đơn cứ chị cứ cho em xin à gì à, nếu chưa cho số em lại số nhá, còn có số có đơn rồi thì à gì nhỉ, cái gì quên mất rồi, đơn hôm qua cứ đặt lại hôm nay cho em nhá, còn sợ đơn hôm qua em hủy hết đơn rồi vì nhiều chị không nghe máy em hủy hết đơn rồi các chị ơi. Đây con áo nhún ngực này nhá, bây giờ là em xả các chị trên like là bao nhiêu, 70.000 một áo nhá. 70.000 một áo, chốt cho mã hàng là áo xốp nhún ngực nhá. Em còn hai cái màu xanh và một cái màu đen. Đấy, ai lấy chốt cho em mã hàng là áo xốp nhún ngực. Đấy, kèm màu, kèm số điện thoại em chốt đơn nhá. Bây giờ các chị muốn lên mẫu gì nào để em lên mọi người ơi. Các chị muốn lên mẫu gì nào? Nào đi vào nhà đi con. Cái này tiêm là mã này áo tăm này các chị ơi. Áo tăm nhá. 75.000, à quên này, áo thun gân. Cũng là rẻ luôn, 75.000 một áo thôi các chị ơi. 75.000 một áo thôi. Ai lấy chốt mã này ghi là áo thun gân. Em đang thiếu các chị màu đen. Màu đen mai về nhá. Có màu xanh này, màu be này, màu trắng này. Thun gân các chị nhá, 75.000 một áo, rất là rẻ luôn, trong thị trường đang bán với giá là khoảng 120-130 đấy các chị ơi. Người ta đang bán là 120-130.000 đấy. Đi vào nhà đi nên. Được chưa? Em qua mẫu tiếp mẫu cho các chị lấy lên một con áo, là áo thun gân các chị nhá. Nào. Đi vào nhà. Áo thun gân với áo tay tô, con áo tay tô cũng đẹp này, áo tay tô hôm nay sale các chị là 79.000. Đó nên ra là hàng 85 nhưng hôm sale các chị 79 nhá. Đây. Áo thun gân này đẹp lắm mọi người, chốt đi áo thun gân, thật sự là nó đang rất là hot trên thị trường mà nó sợ là bên ngoài các chị mua bé nhất là hơn 100.000. Vì những cái dạng áo này trong chợ giá xỉ đã hàng 80 hàng 90 rồi. Đấy, áo đang mặc các chị ghim là áo cổ Đức các chị nhá. Áo cổ Đức này, màu em mặc là hình màu kẻ xanh to, cái này ghi là màu hồng cho em này. Cái này ghi là màu kẻ xanh nhỏ các chị nhá. Cái này ghi cho em mã này là áo cổ Đức xanh. Đấy, cái này là cổ Đức trắng này. Cổ Đức vàng. Và đây cho em mã hàng này ghi là cổ Đức màu đen các chị nhá. Sale mọi người nốt là 85.000 một áo, mua từ hai áo thì sẽ có giá là 80.000 nhá. Mua từ hai áo còn giá là 80. Đấy chị ở lấy cho mọi người chốt đơn cho em nhá. Em qua mẫu tiếp theo rồi các chị ơi. Đây là sơ mi, mấy cái mã sơ mi xả này hôm nay về các chị nốt đợt cuối nhá. Cái này là đang xả kho nhưng em không về nữa đâu, nhưng mà người ta nhờ xả hộ nên là em không lấy về, em bán nốt cho các chị để chị nào chưa mua được các chị chốt này. Đây sơ mi xả này, 130.000 một cái các chị ơi. Sơ mi xả nha các chị nhá. Ghi cho em mã này là ghi là sơ mi xả, em chỉ còn ít màu lắm. Ở đâu hết rồi mọi người comment chấm bài em đi. Quần nâu sau bao nhiêu chị á? Quần nâu sau là quần nào? À quần nâu đấy chị đang xả, nốt là 50.000 đấy, còn một cái thôi. Ok chị Kim Anh cho em xin số chị ơi. Khách quen cho em xin hết số nhá. Không thấy nó sao nhỉ? Sao em nó đứng hết comment luôn đi, xong bây giờ nhảy lên lung tung cả lên. Ok Trang Anh em chốt đơn chị ơi. Không thấy nhỉ? Sao thế nhỉ? Để em xem máy này nào. Hay là máy này đều rồi. Các chị hôm nay em xả lộn xộn đấy, mọi người cứ đợi đi, em like hết những cái mẫu này xem là có mấy chục nghìn này cũng gần như giá xả hết rồi. Nó cũng là đều như là giá xả hết rồi các chị ạ, chứ không phải là giá bán nữa rồi. Chứ làm gì mà giá bán em lãi các chị được 50.000 đâu ạ. Áo sơ mi nha, ok chị Trang Đỗ đây ạ. Sơ mi này em bán các chị 130.000. Thì các chị xem chỗ khác ở đâu rẻ hơn cho các chị tặng thêm một cái nữa được chưa? Nhập vào hàng 12 rồi. Em lấy áo em lãi chị được 20.000, nó thật là em lấy được số lượng nhiều. Người ta bớt cho là nhập 11 em bán các chị là em bán cho các chị là 130 đấy ạ. Áo này em lãi cho chị được 20.000 thôi, nó thật là cái này là hàng này là hàng không có số lượng nhiều. Còn những con áo thun mấy chục nghìn này em lãi cho chị có 50.000 thôi các chị, nói chung không đáng bao nhiêu. Bởi vì là còn tiền nhân viên, tiền nọ tiền kia nó nhiều khoản phí lắm các chị ơi. Đợi em một chút nha, để em xem cái máy được em đâu hết rồi, comment đâu hết rồi các chị ơi, chấm chấm ngay cho em mọi người. Chấm bài em xem hiện lên không nhở. Máy này thì nó cũng không hiện lên luôn ý. Rồi. Mỗi người xin một lúc chấm đi các chị. Chấm bài cho em một cái để em qua mẫu nào. Lên sơ mi nhá, áo đang mặc là 85.000, hôm nay xả lộn xộn hết. Có bộ này, sắt lách này, hai dây này. Đấy, những cái set mà lẻ hôm nay em xả tuốt luôn. Từ ngày nay và ngày mai em lại tổng xả kho một lần nữa. Đấy, bị ẩn bố được comment rồi không đọc được các chị đâu. Em chấm bài em thấy này. Em có một lít phụ em đang chấm bài mà nó không hiện lên luôn này.
Sao lại thế nhỉ? Bà ơi, chấm thả tin thả like cho em nó không bị ẩn comment nhé các chị nhá. Rồi tiếp qua mẫu tiếp nha các chị ơi. Ô sao lại không có nhỉ? Cái nick của em chấm em không thấy luôn ấy. Các chị ơi chấm mà em xem nào. Có cái nick Rubilini các chị có thấy không? Ở đây bây giờ nó mới hiện lên này, bị ẩn. Đấy bây giờ nó mới hiện lên này các chị ơi. Áo đang mặc các chị chốt cho em mã hàng là áo cổ Đức đấy các chị, siêu đẹp luôn. Co giãn này các chị nhìn này. Thề luôn em các bà hai người, mọi người cứ căng ra thoải mái như kéo co luôn cho em, không bao giờ có chuyện là bị bay bị nhão luôn ấy. Rồi rồi chắc là bị ẩn comment rồi. Khổ thế các chị này, hết chặn like để đến lượt ẩn comment. Bây giờ mới hiện lên này. Em lấy mic phụ em chấm chấm từ nãy giờ ngoài cái tay mà nó không hiện lên. Các chị cứ bảo sao có thấy em không thấy ai luôn. Tài thật. Rồi các chị nhá, qua mẫu lên nên các chị mấy mã áo thun, hôm nay đa số áo thun, like áo thun mấy chục nghìn trước. Sau đó là em sẽ lên các chị mấy con áo hàng sale, hôm nay xả hết luôn. Cửa hàng nhà em nghi phải đóng cửa trong vòng gần một tháng ấy, bên chợ cũng vậy. Tháng vừa rồi đóng cửa tận như thế là tháng rưỡi liền. Nên là không biết bán cái gì luôn đi các chị ạ. Đóng cửa chợ chợ buôn ý, nên là phải gom hàng, nên các bà cứ đặt đi, em phải gom trong 2 ngày, 2 3 ngày em mới ship cơ. Cứ đặt hàng dồn hàng thoải mái, nếu mà chưa đi thì em dồn cho nha các chị nhá. Được chưa? Mỗi người các chị em xin một nút chấm bên dưới được chưa mọi người? Bắt đầu em qua mẫu nha, em qua mẫu tiếp. Đây sơ mi đây. 130.000 một áo sơ mi hàng cao cấp dưới 60 cân các chị vừa. Đây mọi người này, sơ mi đây. Đấy, con sơ mi thật sự luôn. Quá hot luôn các chị, con này con độc luôn ý ạ. Nhưng mà em còn ít màu lắm. Còn ít màu lắm ạ. Còn ít màu lắm mọi người, chốt cho em mã này, ghi cho em nào. Xem nào, ghi cho em mã này, ghi là sơ mi xả nhá. Em đang còn có mấy màu này thôi. Còn hẹn các chị là ngày mai thì em lại về, nếu mà còn hàng em sẽ về thêm cho các chị mấy màu nữa. Đáng lẽ là hết rồi đấy, nhưng mà không biết là thế nào, người ta bị sót kho nhá. Người ta lại bảo là vẫn còn hàng, còn mấy ít thôi, không đủ màu các chị nhá. Em mặc là xả xanh, cái này là quả nho các chị này, sơ mi xả hình quả nho. Xả hồng này, cái này của em là xả be. Và đây cho em là xả, xả gì nhỉ? Xả mắt xích các chị nhá, xả mắt xích đi ạ. 130.000 áo đang mặc từ 40 cân đến khoảng tầm 60 cân các chị vừa nhá. Ai lấy áo đang mặc chốt đơn cho em mã hàng là áo sơ mi xả đi ạ. Kèm màu kèm số điện thoại, ở đâu mua rẻ hơn em tặng thêm một cái nữa. Tại bên ngoài bán toàn bán là 200 với cả 190, 200, nó không bao giờ bán các chị dưới 150.000 đâu. Nó thật luôn ý, em là lấy số lượng nhiều quá nhiều em mới được giá này. Chứ đáng lẽ ra nhập hàng nhập ban đầu nó đã là hàng 200, sau đó còn 180, sau đó còn 150, bây giờ còn 120 đấy, nó cứ xả dần hàng này, hàng cao cấp nha các chị nhá. Đấy làm sao lại ẩn comment hay sao mọi người? Hiện người xem mà không thấy bà nào comment là nào nhỉ các chị nhỉ? Đấy em đang like trên mỗi trang page thôi mà làm gì có like nhóm nữa đâu. Like nhóm cũng bị ẩn cơ. Được chưa các chị? Ở đấy đang phát lại đứng đơ luôn cả bố cả máy rồi. Đấy. Ok chị Siro quán nó bị ẩn comment rồi các chị ơi. Làm sao nhở? Ui rồi phận bạc này comment chị áo sọc vàng là 75.000 chị ơi, sơ mi chất gì chất lụa nhá. Xem quần trắng đấy bảo sao? Bảo sao quái, có người xem mà chả thấy bà nào comment gì, nó bị ẩn bố nó comment rồi các chị ạ. Sơ mi chất lụa các chị ơi, quần trắng là 170 nhá, em có hai màu trắng đen, quần đấy form bé không phải form to đâu. Ui bị ẩn comment rồi làm nào bây giờ? Xem bình thường không? Các chị là bình thường nhưng em không đọc được comment. Em không đọc được comment luôn ý các chị ơi, hiện mỗi người xem không đọc được comment luôn. Trang chính chủ của em này. Không hiện comment các chị ạ. Làm nào bây giờ? Chết rồi. Bây giờ like không đọc được comment này, bán hàng kiểu gì? Xem bình thường, đúng rồi, xem thì bình thường nhưng mà không đọc được comment, thế mà tài chứ này. Ok, chị xem bây giờ nó mới hiện lên thế sao này? Bây giờ đến Siro quán này chết rồi em rồi, làm nào đây? Bán kiểu này làm sao mà bán được? Áo chất lụa các chị ơi. Đấy bây giờ mới hiện lên Huyền Mina này. Nó bị làm sao ý các chị ạ? Thôi rồi, mấy bà nào không thì em trả lời, không em kêu luôn nhá. Em không đọc được đâu. Chắc là nó bị làm sao rồi ấy các chị nhá. Sơ mi xả chất lụa mọi người mua đi. Chị nào mua áo này nhà em rồi có chị cho em xin cái feedback đi, nếu mà chị nào đang xem livestream nhá. 130.000 cho con áo như này. Mọi người bảo có đáng đồng tiền không ạ? 130.000. Thế à? Ẩn hết rồi đúng không chị? Em cũng không đọc được gì luôn. Đang xem máy phụ lích phụ đây ạ. Em có phải là ấy đâu. Đấy lại lên áo đen đi kìa này. Nhiều khách đặt áo sọc. Ô thế à chị, ok Vivi em chốt đơn rồi nhá. À không phải Vivi, ok Vivi. Rồi những chị nào đặt áo sọc người cứ để lại số điện thoại nhá. Không đọc được luôn ý, kiểu gì ý. Đây các chị nhá, bảo sao mà mình bán như kiểu nói chuyện một mình, như chả thấy bà nào nói cái gì luôn. Hóa ra là ẩn comment các chị ạ. Thôi rồi, bây giờ Facebook nó hay thế mà. Thôi mọi người thông cảm nhá. Bây giờ em cứ like thôi, đặt hàng cứ lên số cho em. Nếu không đọc comment thì không phải là em không trả lời, không có đơn đâu. Có đơn rồi, còn để lại số điện thoại là có đơn nhá các chị nhá. Đấy lại thế rồi này, áo đen là 75.000, quần túi hộp kia còn một cái em sale các chị lốt là 80.000 nhá, size S ạ.
cái đấy hàng nhập vào hơn 200 nên em xả lúc các chị 80.000 CS. Rồi các chị ơi, áo sọc đen chị vừa treo lên, ok. Đấy, mà áo sọc. Áo này của em là áo cổ Đức các chị ơi. Bảo sao chả thấy bà bình luận gì. Em cứ tưởng là làm mấy bà bơ em luôn rồi. Áo kẻ, áo sọc đen kia là hàng 79.000 chị ơi, ghi là áo logo nhá. Áo logo 79.000. Ô chết cái gì đây? Servin nó. À cái mác. Bảo sao em thấy cái gì nó cứ vảnh ra. Đây mọi người ơi, con áo này chốt cho em là áo kẻ các chị ơi. 75.000 nha các chị nào vừa vào xong rồi không để em đọc tên là các chị đặt hàng cứ lên số đi. Nó bị ẩn comment đấy các chị ơi. Đấy, lại thế rồi. Đây chị ơi, ok chị Hoàng Yến áo sơ mi xả xanh, ok chị Trang Đỗ nhá. Em ơi sơ mi đẹp lắm các chị ơi. Nó thật sự chị luôn, em bán con này các chị em lãi chị như thế là lấy số lượng nhiều, lấy như thế là gần 100 cái mới bán được trong có mấy ngày ấy. Em không có lấy nữa, đa số em chỉ bán 1-2 ngày thôi. Em không có lấy nữa là em cắt mẫu luôn rồi, em không có không nhập về hàng nữa đâu, nên là lấy như thế được giá này đấy. Bây giờ nó sót kho thôi các chị ơi, áo này 75.000 nha các chị nhá. Không thấy em đọc comment nào nó bị làm sao ấy. Đây này, thề luôn đây bà Dương Thiểu Thanh, hôm nay bà xuất hiện ở trong nhìn này, một loạt toàn là Dương Tiểu Thanh này. Kiểu gì ý nhở, áo logo kia là chất thun chị ơi. Toàn hiện mỗi bà Dương Tiểu Thanh, không hiện một ai khác luôn, kiểu gì này không biết. Ok các chị, quần NV nâu kia em còn một cái size L chị ơi, còn một cái size L em xả 50. Cái đấy là em nói thật em nhập vào đúng 140 đấy các chị ạ. Em lấy về hàng loại 2. Tức là lấy ra hàng loại 2 là bán em giá loại 1. Em không xem, em chỉ thấy người ta treo lên, em cứ thế em bảo lấy em mẫu này. Thế là cho túi thôi, mang về bóc ra, nó có mỗi một lớp, nó không phải hàng 2 lớp. Ok chị nhá, 50.000 được chưa? Chốt cho em mã hàng là quần LV xả 50, ghi rõ là quần LV xả 50 cho em nhá, chị Chi Bi Bùi này. Áo này là áo sọc chị ơi. Áo sọc nhá, sale mọi người là bao nhiêu nhỉ? Là 75.000 một áo các chị nhá. Áo này ghi em là áo kẻ, à quên nhầm, áo kẻ chứ nhỉ. 75.000 kẻ vàng này, 75.000 kẻ màu xanh các chị nhá. Đây là 75.000 kẻ trắng này. Cái màu này của em nó là màu kẻ đen. Cái này của em nó là màu kẻ đỏ. Và cuối cùng đây là màu kẻ tím các chị nhá. 75.000 một áo, 40 cân đến 60 cân. Ok, sọc Chanel kia. Ok, chị Chi Bi Bùi em chốt đơn nhá. Thấy em không Trang Anh, không thấy. Không thấy luôn. Đọc comment ở đây mới thấy. Ok, chị, ôi thấy em hết còn một cái thôi chị ơi. Quần em còn mỗi một cái em size L thôi, sale lốt 50.000. Ok, chị Tuyền ơi, nhưng mà quần em hết rồi. Chị Tuyền cho em xin số đi chị. À đâu, chị Nhàn, quên chị Nhàn. Cho em xin số nha các chị ơi. Đặt hàng lên số nhá. Đây mọi người chốt đi quần này. Quần Gucci các chị này. 99.000 một quần nha các chị nhá. Quần Gucci 99.000, áo này 75.000. Nó bị ẩn comment rồi. Em là xem máy này hiện lên toàn mỗi bà Dương Tiểu Thanh này. Ok chị Đào này. Ok bộ hồng kia của em nó là hàng áo là 85, mua từ 2 áo là 80 và quần là hàng 170, có hai màu đen trắng chị nhá. Áo kẻ vàng cho em 75.000, áo kẻ màu xanh 75.000. Kẻ trắng 75.000 các chị này. Chất thì không phải lo các chị nhá. Kẻ đỏ này, yên tâm là cam kết 100% nhận hàng, chỉ có ưng thôi ạ. Đây là màu kẻ tím cho em và đây là màu kẻ đen các chị nhá. 75.000 một áo ạ. Quần Gucci không giãn nha Dương Tiểu Thanh ơi. Hàng này hàng không giãn rồi. Quần này không bao giãn form bé. Nó chỉ tầm 5 mấy cân thôi. Đây lên áo hồng à. Áo này nhiều màu lắm. Để em còn qua mẫu khác xem mấy bạn cái tuần. Thích mấy cái mã em treo lên rồi, kiểu các chị vào xem sau ấy. Vừa treo lên rồi các chị mới vào nên là đâu rồi. Shop ok chị Trang em chốt đơn. Shop em ở Gia Lâm Hà Nội chị ơi, Gia Lâm Hà Nội nhá. Em ở Ngô Xuân Quảng. Cái này của em ghi là áo cổ Đức đi các chị, nhìn kỹ chất cho em mọi người, không cần phải lo là chất vải đâu, không cần xem ảnh thật đâu. Đây các chị nhá. A tang mác như ảnh trải sàn, không khác một ly nào luôn. Đây ạ. 85.000 một áo. Mua từ 2 áo còn giá là 80.000 các chị nhá. Đây, kẻ to kẻ nhỏ hồng em còn qua mẫu nhanh vì em quá nhiều hàng nên chưa có like các chị ơi. Em quên không bán ý, em toàn để ở đấy. Hôm nay em xả hết luôn. Cứ like dần nhá, em cứ like dần. Đấy hôm nay xả được cái gì thì em xả. Ngày mai xả tiếp, bạn nào có thể mình có thể dồn đơn. Ngày nay ngày mai chia làm 2 ngày em mới chốt đơn nhá, để cho nó đỡ ấy. Ok Trang Anh em chốt đơn rồi chị ơi. Ẩn comment hết rồi, mọi người chốt đơn cứ để lại số điện thoại, quần sóc trắng tí em lên cho. Bây giờ nó mới hiện comment này, quần LV em hết rồi, còn một cái em xả lốt chị ấy rồi. Đây ạ, màu hồng các chị ơi, ghi là áo cổ Đức cho em nhá. Áo cổ Đức 75.000, à 85.000, mua từ 2 áo là 80. Kẻ xanh to này, màu đen này các chị ơi. Màu đen nhá, chất đẹp lắm, dưới 60 cân, 62 cân, 65 cân thoải mái vừa. Nhưng nó là dáng ôm ạ. Kẻ xanh nhỏ các chị ơi. Đây là màu xanh này, cổ Đức xanh này, cổ Đức trắng này. Và đây là cổ Đức vàng các chị nhá. 85.000 thôi ạ. Mua từ 2 áo còn giá 80. Còn đây quần sóc trắng đây. Sóc trắng là 170 cho em nhá. Quần đấy là hàng Quảng Châu, hàng hay lớp các chị nhìn. Chất không bao giờ có chuyện là bay nhão các chị nhá. Nó mềm, nó mịn, nhưng mà nó không phải là cái hàng mà nó co giãn mà nó bị bay đâu, các bà yên tâm.
nha mọi người. Ok chị Trần Trang inbox cũng được, chị em không đọc được comment luôn mọi người ơi. Cứ để lại số điện thoại kèm mã sản phẩm, ngày mai bên em là có nhân viên đọc đơn ra là sau đó là bên em sẽ chốt đơn nhá. Chứ em chịu chết, tôi không biết làm kiểu gì luôn. Ẩn hết comment rồi nha các chị nhá. Ok quần đùi trắng đây chị ơi. Đây ạ. Quần này chất liệu nó kiểu dạng vải tác ta ấy chị, hàng hai lớp nhá, hai lớp. Đây cái phần chà neo này nó sẽ là bằng kiểu bằng đồng hay bằng gì ấy các chị, không phải là bằng nhựa đâu. Đẹp lắm, xịn sò cực luôn. Con này nhập vào 150 rồi em xá chị 170 nhá. Nói thật là em lãi chị được như này không đáng bao nhiêu đâu các chị ơi. Tiền nhân viên rồi là tiền nắm thứ tiền, bây giờ dịch này vẫn phải đóng tiền nhà bình thường đấy. Em lãi quá ít luôn các chị nhìn này. Đấy, đằng sau là xe lưng thun. Đằng sau là lưng thun nha các bà nhá, nhưng mà nó form bé đấy ạ. Con này form tầm khoảng 55 cân thôi, không có size to rồi các chị ơi. Form nhỏ lắm. 170 nghìn một quần, ghi em là quần chà neo các chị nhá. Ghi em là quần chà neo lên áo đen này. Rồi ai vào xem sau chị tí xem lại live stream hộ em nhá. Vào xem sau thì xem lại live stream hộ em lên áo đen nhá. Quần này có hai màu đấy, cái màu kia em vứt đâu rồi, màu đen cả màu đen cơ. Đây áo đen này các chị ơi, 75 nghìn luôn. Em nay xả toàn hàng mấy chục nghìn luôn các chị. Bên ngoài mua bét nhất là hơn 100 nghìn nha các chị nhá, bét nhất là hơn 100 nghìn chứ không có giá là mấy chục nghìn em bán đâu. Thật sự luôn, áo đã mặc thấy là bán toàn 200. Em bán các chị có 130, có size SML chị ơi. Ok lên xếp bộ kiểu ok luôn. Đây mọi người ơi, đây quần đây ạ, màu đen chà neo đây các chị nhìn rõ chất được kiểu tác ta mềm ý. Có túi này nhưng mà form nhỏ tầm 55 cân thôi ạ, size L tầm 5 cân thôi, bên trong là hàng lớp lót. 170 một quần, hàng nhập 150 rồi các chị nhá. Đây ạ, em lên các chị con áo này. Áo đen, quần đang mặc của em có hai màu là màu đen, à một cái nhầm, màu gì nhỉ? Màu gọi là màu xám đi, cho nó chuẩn màu. Màu xám với cả màu xanh các chị nhá, 110 nghìn một quần thôi. Lãi ít lắm ạ, 110 nghìn một quần, chốt cho em mã hàng là quần xòe. Ok chị bảo, ok bảo Phương Phương áo logo sọc kia là 79 nghìn nhá các chị nhá. Là 79 nghìn. Được chưa các chị? Đủ size SML, quần bao giờ phải có size mặc được các chị ơi. Cặp chun, những cái hàng cặp chun như này thì may ra là không cần size thì vẫn mặc được bình thường này. Nhưng mà những cái hàng nó là hàng điệu như này rồi thì không có size mặc được đâu ạ. Đây quần đấy các chị ơi, đẹp không ạ? 110.000 một quần nhá các chị nhá. Là dáng quần đang mặc như là quần xốc xòe cho em đi các chị. Quần xốc xòe 110.000 chị nhìn này. Đẹp không ạ? Có túi nhá, cái này có túi đấy nhưng mà cái này chưa cắt khuyết nên là em không xỏ được. Đây. Nhìn kỹ cho em, 101 một cái quần các chị nhìn có đáng đồng tiền không mọi người? 110.000 một cái, không nghe nhầm đâu ạ. Áo ren này thì là 75.000 để em mặc thử con áo ren nhá. Áo ren 75.000. Em nay có cả mấy cái mã kiểu như là mã áo tơ tơ ấy cũng chỉ có mấy chục nghìn, hôm nay toàn hàng mấy chục nghìn luôn ấy. Bị lag à? Ok, em bỏ áo đen em mặc thử áo đen luôn, cho áo đang mặc là hàng 130 ghi là sơ mi xả cho em nhá. Sơ mi xả 130. Để ai lấy chốt đơn em là sơ mi xả. Đẹp lắm ạ, 130.000 có rất là nhiều màu. Các màu năng lên nhưng mà bây giờ không còn đủ màu đâu. Với cả không còn nhiều hàng, các bạn đặt nhanh không còn đâu ạ. Rồi tiếp nha các chị ơi. Đây áo tơ, đem treo cái áo tơ lên thay mẫu nhá. Em sẽ mặc thử con áo đen. Áo đen ngày trước em bán là 125 vì hàng em nhập vào đã là hàng 115.000. À 101-105.000 rồi. Bây giờ nó sale rẻ quá, có 75.000 cái áo thôi các chị ơi. Yên tâm mẫu này năm ngoái, năm sau vẫn sẽ về nha các chị nha. Năm ngoái em thấy cũng có rồi, năm nay nó lại về, năm sau nó lại sẽ về luôn. Nên các chị mua luôn đi, không sợ lỗi mốt đâu. Đây còn áo tay tơ này, à con nhầm áo tơ các chị ơi. Áo tơ cho em nhá. 79.000 một áo các chị ơi. 79.000 một con áo tơ. Được chưa? Ai lấy áo tơ chốt áo tơ cho em, tím sẽ mặc thử. 79.000 nha mọi người. Khoác LV rồi khoác bò rất là nhiều mã, bên ngoài bán các chị bét nhất hơn 200, em bán các chị chỉ có 200.000 thôi. Bao giờ cũng rẻ hơn từ 70-80.000 các chị yên tâm nhá. Nó thật là bên ngoài thị trường nó muôn vàn giá lắm. Bây giờ không đọc được comment bực thế nhở, khách không comment không đọc được gì luôn ấy. Ok chị Thảo Khang chốt đơn mặc áo tay hoa. Mặc áo tay hoa là áo gì? Gửi chị quần đùi LV áo kẻ vàng quần legging. Chị Tuyền chị Nhàn cho em xin số đi chị Nhàn ơi. Với cả chị Chi Bi Bùi 55 cân, à cái quần đấy size L chị mặc được không, em sợ là không vừa ấy. Các chị gửi đi, ngày mai lại xả hàng nhá. Ngày mai em xả hàng tiếp nên các chị theo dõi link của em đi. Xem khoác LV 200 thôi chị ơi. Eo ơi thật sự luôn em bán con khoác. Các chị nhìn từ cái mác nhá, em bán 200.000 cho khoác bán gần 3 lít luôn. Đợt trước còn hàng 390 cơ, bây giờ nó sale rẻ quá. Ok để em lên áo tơ 79.000 em mặc thử luôn cho. Sơ mi đang mặc của em đang còn 4 màu chị ơi. Em mặc nó là màu xanh, sơ mi xả xanh, sơ mi xả màu hoa be. Và đây là sơ mi xả hồng. Đây là sơ mi xả hình quả nho, chị cho em dơ cao nhá. Quả nho này. Đây là hình mắt xích này các chị ơi. Em đặt tên là mắt xích nhá, hình con ngựa đấy. Trước đây gọi là tên con ngựa nhưng mà nhìn xa là không giống, nó không nhìn rõ con ngựa, em gọi là mắt xích nhá. Cái này của em là hoa be này. Cái này của em là xả hồng các chị ơi. Sale mọi người rất là rẻ luôn, 130.000 con áo sơ mi chất lụa hàng cao cấp.
Tang Mac Dio xịn sò bên ngoài bét nhất 2 lít nha chị ơi. Bét nhất 2 lít. Em thấy rất là nhiều khách, nhiều người bán rồi, không phải riêng nhà em bán. Nhưng mà người ta bán đắt, không có bán rẻ nha em đâu. Thật sự luôn. Nhà em không phải nói gì, em bán thật sự, em tự tin các chị, em bán rẻ nhất luôn. Nha các chị nhá. Lãi suất bao giờ bằng người khác chứ không có chuyện là đắt hơn người khác đâu ạ. Tùy vào số lượng thôi. Ờ đúng rồi, không vừa đâu, để chị Tuyền. Ok, để em chốt chị Tuyền rồi nhá. Lên áo tay hoa, ok chị. Đấy, sơ mi xả mọi người chốt đi, em qua mẫu các chị này. Lên một con áo ren rồi lên sơ mi hoa nhá. Đây áo ren nhà em đây. Các chị ơi, một con áo này hàng 2 lớp này, 56 57 cân vẫn vừa luôn. 2 lớp cho em và chất mọi người nhìn này. Nó co giãn rất là thoải mái, tầm 55 cân 56 cân. 57 cân, cao trên 1m6 nha các chị nhá. Em sale mọi người rất là rẻ trên live luôn. 75.000 một áo, đấy các chị nghe giá sốc chưa? 75.000 một áo nha mọi người nhá. 75.000 một con áo ren như thế này. Mua đi, năm sau nó lại về hàng đấy. Năm ngoái có rồi, năm nay nó lại về, năm sau khi nó lại về tiếp. Nhưng mà các chị mua không có giá ở đâu. Bởi vì ban đầu em bán nó là 125 rồi nha mọi người ơi. 75.000 cái áo ren thôi, các chị chốt đơn nhanh và luôn. 75.000 chốt đơn cho em là áo ren 75k kèm số điện thoại em chốt đơn. Dưới 55, 56 cân các chị vừa không kéo được khóa rồi. Em không tự kéo khóa được. Đây, đằng sau lưng nó có khóa đây các chị. À đây, mặc kiểu này. Em không quen mặc váy mà em chả giờ mặc váy luôn. Nên là những cái kiểu cái đoạn mà kéo khóa này em chịu chết, em rốt lắm. Không kéo được các chị ạ. Đây, phải có người kéo hộ cơ. Đấy, bà là không ấy được mặc như kiểu của em ấy. Xoay ra đằng trước kéo xong rồi sỏ vào như thế này. 75.000 chốt em là áo ren mọi người ơi, 75.000 nhá. Không mở lỗi mốt nha các chị ơi. Riêng con áo này một thời rất là hot, hot girl bán 250 đây các chị. Hot girl bán 250 đây, em xem mọi người 75.000 mặc này nó lại bị lóa rồi. Xem áo LV chút nhé. Ok, khoác LV là hàng 200 chị ơi. Khoác LV 200.000 thôi ạ. 200.000 một áo khoác LV, chốt nhà mã hàng là khoác LV hai màu đậm nhạt nhá. Bét nhất bên ngoài hơn hai là phải 250 trở lên. Là thời điểm bây giờ. Còn đoạn đầu nó còn 300 mấy cơ ạ. Sale chết lại ẩn hết, comment không đọc được rồi. Có áo 2 dây không? Em có hàng sale chị Thu Trang ơi, có hàng sale. Tí lên hàng sale nhá, hàng sale 2 dây em nhiều lắm. Em còn mấy, còn độ khoảng tầm hơn chục cái cơ. Em xả hết mấy chục nghìn luôn. Tầm này em chỉ có xả hàng thôi, làm gì có chỗ nào bán nữa đâu mà giữ lại làm gì. Đóng cửa mà bán trộm nó còn phạt nhảy ngược lên ý. Chỗ em có phạt, nó toàn phạt trên 10 triệu thôi, không dám bán hàng đâu ạ. Chỉ có bán online ship thôi các chị ạ. May là mình còn có cái chỗ để bán hàng đấy, không thì em bây giờ là Facebook các thứ chặn hết rồi, còn mỗi live page thôi. Nha, áo nó mặc ghi là áo ren cho em 75.000. Ok, quần bom là 99.000 chị Đào Thanh Thủy ơi, chị Ngọc Nguyễn em chốt đơn. Áo nâu phía sau bao nhiêu á? Ok chị Trang Đỗ, khoác LV em có hai màu chị ơi. Khoác LV em có hai màu áo nâu này á. Áo nâu này 130 em ơi, ghi là áo kaki trễ vai nhá. 130.000. Đây các chị nhìn này, bà là mua con áo này nhà em rồi, cho em xin cái feedback đi. Hôm nay chả thấy bà nào vào xem khách của em thì toàn thấy khách ấy, khách lâu lâu mới gặp lại thôi. Chứ còn khách quen hay mua thì chả thấy đâu rồi. Áo nó mặc là 75.000 cho em nhá, tầm 556 cân. Giãn nhiều lắm, nó thật các chị là em hỏi nó gì tầm 57 58 cân vẫn vừa đấy. Nhưng mà thôi nhận cân nặng ít tí thôi, sợ là nó mặc lên là nó không, nó ngắn quá với nó ôm quá ấy. Ok chị Trang nhá. Hai dây lẻ. Đây chị lấy con áo này đi. Em có mấy con áo hai dây kiểu cũng không phải là hai dây hẳn, nó chỉ là kiểu sắt lách như này thôi chị này. Con này của em là 65.000 nhá, 65.000. Em bán rẻ lắm, em bảo thật chị, các chị thương em, mọi người rất là rẻ nha các chị nào. Mua ủng hộ em cái thời điểm này nhá, em chặn hết Facebook rồi. Đấy, đặt luôn trên live để mua được giá rẻ, ngoài live cộng thêm 5-10.000 giúp em. Đây áo đấy ạ. Áo đen Miu Miu này, có đúng không nhở? 65.000 luôn. Lãi 5.000 thôi các chị ơi. Đấy lẽ ra là đợt đầu nhập là nhập 80 đấy. Xong bây giờ ta sale xuống còn 60 các chị ạ. Em xả chị 65.000 nhá. Cho em đồng ra đồng vào một tí, chứ em không phải bán bằng vốn đâu. Em bán phải có lãi nhưng mà không lãi nhiều, lãi ít thôi. Nha các chị nhá. Được chưa? 65.000 áo Miu Miu, cho em áo Miu Miu nhá. Áo mặc là 75.000. Đâu ẩn bố hết comment rồi. Quần đang mặc em là SML, mình thích bánh bèo. Ok chị, để em lên bánh bèo cho. Đâu rồi nhở? Quần bom nhé, em là 99.000 chị ơi, tím lên quần bom cho em có hai loại, một loại 199, loại 150, loại 150 là cái hàng đẹp hơn. Đây áo khoác LV này, chốt cho em khoác LV đi các chị. Hai màu nhá. Hai màu là màu đậm với cả màu nhạt, để chị lấy chốt cho em khoác LV. Hai màu đậm nhạt, hai size SM ạ. Xem mọi người trên live với giá là 200.000 một áo ạ. 200.000 một áo cho em nhá, 40 cân đến khoảng tầm 58 cân. Con này 58 cân thôi, 60 cân sợ không vừa. Nha các bà nhá, em qua mẫu lên con logo nhá. Logo là 79.000. Nhận hàng thử cho em đi. Bóc hàng ra kiểm tra hàng thoải mái, không đẹp thì giả lại hàng cho em. Không bắt các chị phải lấy nhá các mọi người.
cứ kiểm tra thoải mái cho em đây, khoác LV ai đấy chốt đi ạ. Chốt cho mọi người trên like là 200, chốt đơn mã khoác LV cho em 200.000. LV đậm và LV nhạt nhá. Không thấy comment hiện mỗi bà Dương Tiểu Thanh thế tài thật, hôm nay mình có duyên với bà này sao ấy. Một thời gian thì chỉ hiện nhím còi. Bây giờ ngày hôm nay like cái này hiện mỗi Dương Tiểu Thanh này, ẩn hết comment rồi. Ok Giang Mi chốt đơn này đấy ẩn rồi, chị Lan Nguyễn Thị em chốt đơn. Quần đang mặc của em là size SML, em đang mặc size M nhá, size M mặc nó hơi rộng này, size S mặc lại hơi chật nên phải đắt cái đai vào. Quần đang mặc 110, chị ơi áo hồng có cổ kia là hàng 85, mua từ 2 áo là còn giá 80 nhá. Nó ẩn hết comment rồi các chị ơi, em không đọc được. Này thề luôn bà Dương Tiểu Thanh, hôm nay sao bà làm gì mà có xuất hiện like cứ chỉ hiện mỗi bà Dương Tiểu Thanh này, chả hiện một cái người khác, chỉ mỗi Dương Tiểu Thanh này. Tài thật đấy, lại đơ bố là máy rồi không đọc được comment rồi các chị ơi. Đơ rồi, ok Mimi Phạm chốt đơn. Ok chị nhá, lệ Miu Miu trắng đen là 65.000 một áo. Đây này, Dương Tiểu Thanh, cứ chỉ Dương Tiểu Thanh đang xem thôi. Chết mất. Rồi nha các chị ơi, tiếp nha. Áo đen đang mặc là 75.000 các chị ơi, mua đi. Nó thật là mua một cái áo cộng ship vào nó rẻ hơn chỗ khác, bét nhất là rẻ hơn chỗ khác là phải là mấy chục nghìn rồi. Nếu các chị cộng có ship vào bên ngoài bán là 200.000 cái áo này, 250 cái áo luôn ý. Nó chạy quảng cáo mà, chạy quảng cáo ngân sách đến cả mấy chục triệu, thậm chí 100 triệu, nó không bán rẻ như em bán livestream thường này đâu. Nha mọi người nha, khoác LV 200 cho em là khoác LV. Khoác này em có nhiều mã lắm, khoác LV rồi khoác gì nhỉ? Khoác bò này. Áo sơ mi bò cũng có, gilê mai về bổ sung nhá. Đây có con gilê bò đẹp này các chị ơi. Có con gilê bò 150 một cái này, quá đẹp luôn. Ồ đấy nhở, sao lại kiểu gì nhở, như kiểu là bỏ bùa người ta. Hiện lên mỗi Dương Tiểu Thanh này, để chụp màn hình lại cho xem nhá. Không phải gì luôn này, toàn Dương Tiểu Thanh này. Đấy, một loạt toàn hiện lên Dương Tiểu Thanh, không đọc được comment luôn. Cứ phải thoát ra bảo lại liên tục thì mới đọc được. Đấy, thế chứ này buồn cười không. Rồi nha, em qua mẫu nhá. Không đọc được comment, các chị đọc được không? Em không đọc được luôn ấy. Nó cứ đứng đơ đơ luôn ấy, áo nó mặc là 75. Ô, áo tay hoa, áo tay tay von chị ơi. Ok lên áo tay von, đây con gilê này các chị ơi, gilê bò này, 150 cái áo. Các chị bảo bỏ 150 ra mua cái áo bò, mua được cái gì các chị, mua được cái bò mỏng thôi. Không có bò này đâu, em qua mẫu nhá. Gilê bò. Cái con áo hồng kia đăng ảnh đấy chị ơi, áo hồng kia là áo cổ Đức ạ, 85.000, mua từ 2 áo còn giá 80. Em lên áo tay tơ, nhưng mà tay hoa chị ơi, nó tay tơ nhá. Áo Miu Miu thì 65.000 thôi, Miu Miu 65.000. Đấy áo đang mặc 75 dưới 50 657 cân chị chốt này, mọi người chốt cho em đi. Giãn nhiều lắm. Con này là giãn nhiều lắm luôn. Em 53 cân nên mặc toàn đồ size M, size L mà em còn mặc vừa, còn đang rộng rãi thoải mái cơ mà. Nha các chị nhá. Nó không đọc được comment đâu, các chị cứ đặt hàng cứ lên số giúp em không đọc được một tí nào luôn ý. Nó chỉ hiện người xem thôi, không hiện comment các chị ạ. Không biết mấy các chị xem live mọi người có thấy không chứ em chả thấy bài nào luôn ý. Đây làm kiểu gì giờ? Tiếp nha các chị ơi, qua mẫu. Thế á? Chị không biết đâu em, để mai chị kiểm tra đơn cho. Hay là đơn của em bị thất lạc hay như nào rồi, nó cứ đang mãi ở cái khu vực của em ấy, nó không có chuyển kho ấy. Đấy nhân viên nó báo em rồi đúng không? Nó không biết là bị lý do làm sao ấy. Đây ai lấy áo ren chốt đi ạ, 75.000 một áo cho em nhá. Áo ren 75.000. Lên áo tơ này. Tay tơ cho em 79.000 một áo các chị ơi. 79.000 một áo rất là rẻ luôn. Nó đúng comment rồi. 79.000 áo tay tơ, quần đang mặc của em các chị chốt cho mã hàng, quần đang mặc gọi là quần gì? Quần sóc xòe các chị ơi. Quần sóc xòe nhá. Mặc lên nó xòe xòe xinh lắm mà có 101 một cái thôi. Quần này là hàng đang hot trend mà. 110.000 một áo một quần. Và áo đang mặc của em là hàng 79.000 một áo các chị nhá. Áo đang mặc chốt cho mã hàng là áo tay tơ nhá mọi người ơi, áo tay tơ 79.000. Ô này không đọc được comment nữa rồi các chị ơi. Xem máy khác cũng không đọc được. Ừ ok em lên quần bom, ok chị áo kẻ vàng là 75.000 chị ơi, em lên rồi đấy. Áo len màu đen có vải, à rồi, ok chị áo tay hoa. Tay hoa đúng không ạ? Cái này của em đúng không chị ơi? Cái này của em là gọi là áo gì nhỉ? Áo tay hoa đúng không? Con áo này là 85.000 chị ơi. Hàng len nhá, cái này len đắt hơn, với là mẫu mới, nó không phải là mẫu từ, tức là không, kiểu mọi năm nó nhiều mẫu có rồi, năm nay nó rẻ hơn nhưng mẫu này mẫu mới các chị ạ. Cái áo kẻ vàng cái chốt đi có 75.000 một cái, nó rẻ đẹp lắm. Như đầu lai mặc ấy đẹp lắm. 75.000 thôi rẻ lắm, các chị cộng ship vào vẫn rẻ hơn mua tại shop luôn. Nhá, ok chị áo hồng, quần trắng, áo hồng kia là 85, quần là 170 ạ. Quần đai LV á. Đai LV là quần gì nhỉ? À có một cái màu đen. Áo kẻ vàng 75.000 các chị ơi, 75.000. Để ai lấy mang mặc ghi là áo tay tơ cho em các chị nhá, mọi người nhìn rõ không? Lên màu đen nó cứ bị lóa ấy. Để cho hạ thấp ánh sáng xuống mọi người nhìn đỡ không chưa nhỉ? Đây áo nó mặc các chị kim này, áo tay tơ mọi người ơi.
áo tay tơ chốt cho chị trên live với giá là 79.000 nha mọi người nhá. 79.000 ở đây là áo tay hoa là 85.000 hàng len nhá. Hàng len. Đấy là dáng hơi có tốt một tí. Áo đang mặc ghi là áo tay tơ cho em đi các chị ơi. Ơ sao lóa thế nhở? Các chị nhìn có bị lóa không này? Hay mặc màu đen nó thế? 79.000 một áo tay tơ, chốt cho em mã hàng là áo tay tơ nhá. 79.000 thôi. Rất là đẹp luôn. Nó cái phần thân nó là vải thun, cái phần này nó sẽ là vải voan tơ các chị nhá. Để em đứng đây đọc, comment không đọc được. Tay tơ 79.000 chốt đơn cho em mã hàng tay tơ. Ok chị Bích em chốt đơn, chị Hương Vi em xin số, con này tầm hơn 60 cân vẫn vừa. Đúng rồi, quần bom có hai loại chị ơi, có một loại trơn với loại đai đai đá. Đấy, giãn nhiều lắm ạ, 60 cân vẫn vừa các chị nhá. Nó giãn nhiều lắm ạ, có bao nhiêu 79.000 thôi, quá rẻ luôn, thật sự các chị ơi, quá rẻ luôn ấy. 79.000 một áo tay tơ các chị nhá. Người mọi người mặc với những em mặc thử xem cái gì nhỉ? Em mặc mọi người quần với ở quần bom đi. Để mặc các chị quần bom nhá. Đây. Để treo lên áo đen này 75.000 ai lấy chốt đi này. Áo sơ mi hoa văn là 130 nhá, thi ơi 130.000 thôi. Đây, đây các chị ơi. Chốt mã này đi, quần đang mặc là cái mã này đi ạ. Quần đang mặc là sale các chị là 110.000. Thề luôn, mua hot girl không bao giờ có giá dưới 2 lít luôn, chứ đừng nói em bán các chị là có 110.000 đâu các chị nhá. Hôm nay các chị bán rất là rẻ luôn, em nhập được hàng mối rẻ em bán chị giá rẻ. Quan trọng là phải có mối các chị ạ, chứ còn nhập ở chợ lấy đâu ra cái giá này đâu ạ. Hàng này trong chợ giá buôn 13 các chị nhá, 13 14. Chứ không có chuyện là em bán các chị 100 đâu, mọi người đi tham khảo giá mà xem. Nha chị nhá, y hệt luôn, tang mác này xem người ta bán bao tiền, em bán chị 100 nhá. Thấp hơn cái giá sỉ trong chợ luôn. Tại vì em có mối các chị ơi. Em có mối thật là phải có mối nhập hàng thì mới bán được cái giá này. Nó ẩn hết comment nó không đọc được các chị ơi. Làm nào rồi nhỉ? Mọi người có thấy không? Có comment gì không? Em không đọc được một ai luôn. Xem máy phụ không đọc được luôn. Thế mới tài. Đợi em một tí nhá, để em thử đổi sang nick khác em xem là chiếc nick này cũng chịu chết rồi, không đọc được rồi. Có thấy em không, các chị chấm bài một cái là không đọc được ai nhỉ? Các chị đang xem live mà có thấy ai comment hộ em không, nhìn hộ em cái. Em không đọc được ai luôn ấy. Quần bom ok chị, quần bom mặc cái áo mắt gì? Ok chị Bích rồi này. Chị Hương Huy em xin số đi chị ơi. Mặc cái áo đen cổ đá đi á, áo đen cổ cái áo kia đúng không chị, áo cà đà vạt đúng không? Áo đấy tí em sẽ sell tiếp nhá. 52 phút rồi. Đấy. Không thấy một ai luôn các chị, một loạt khách chấm bài này, Hoài rồi chị Nguyễn Thúy, chị Sam Sam mấy bà chấm bài quá trời không thấy luôn. Kẻ vàng là 75.000 bạn ơi, áo này cũng 75.000 luôn, áo đen này cũng 75.000 luôn nhá. Áo sơ mi họa tiết thì và ảnh mẫu chị xem ảnh đăng ê đi thì nó dễ nhìn hơn đấy. Cả logo mấy mã kia chưa thử cái mã nào luôn. Đây mọi người ơi. Không đọc được comment. Trời ơi em không biết kiểu làm nào bây giờ. Thế vậy. Mặc được chị ơi, áo tơ 60 cân vừa mà nó dễ mặc lắm chị. Nó ai mặc được hết mà. Nói chung là có 79.000 một áo đẹp lắm các chị, mua đi em đang phối cái quần này không hợp. Nó mặc cái quần áo điệu điệu, quần tắc tai, những cái quần mà quần Chanel hay những cái mã quần phồng shop em hay bán thì đẹp hơn. Đây em giơ lại một lần nữa, áo kẻ vàng mọi người chốt nhá. Áo này của em là hàng 75.000 ạ. 75.000 màu kẻ vàng này, 75.000 màu kẻ xanh. Đây là màu kẻ trắng cho em các chị nhá. Đây là kẻ đỏ này. Các chị comment nó lại ghi là kẻ tím cho em, và cuối cùng nó là màu kẻ đen nhá. 75.000 một áo, thề luôn các chị ơi. Ở đâu mua rẻ hơn tặng các chị thêm hai cái nữa được chưa ạ? Ở đâu mua giá dưới 75.000 tặng các chị thêm hai cái nữa. Em bán giá này là giá quá thể luôn rồi, gần như không có lãi luôn rồi. Áo len tay hoa ok chị. Nhóc nhóc á. Em phải nhắn tin trước chị mới để hàng nhá, nếu không nhắn tin trước là chị không để lại hàng đâu. Nhá mọi người, em qua mẫu áo đang mặc ghi là áo tay voan cho em 79.000 ạ. Úi dồi ôi. Qua mẫu nha mọi người. Cái gì đây? Cái gì đấy? Đằng sau lưng em nhiều mẫu lắm nhưng mà không ai ơi. Nó không bị ẩn comment không đọc được các chị ạ. Ok, than than xin số nhá bà ơi. 75.000 thôi, áo đang mặc là 79 ghi là áo tay hoa. Ơi. Đây các chị mặc áo tay hoa, mọi người mặc những cái quần như này đẹp hơn này, những cái quần lụa có cạp ý, hay là quần baggy thì sẽ xinh hơn. 79.000 thôi, kẻ vàng 75.000 xương ơi. 75.000 áo kẻ vàng nó rẻ lắm, mọi người mua đi. Là cái mẫu mặc đầu lai đẹp lắm, mấy cái tím sẽ mặc thử lại cho. Ok,
inbox nha bà ơi, kẻ vàng là 75.000. Ừ ok, đấy thì mai qua lấy nhá. Chị Hương Huy ok chị. Tay tơ người cứ chốt đi, dưới 60 cân em bao vừa các chị nhá. Nó là hàng rất là co giãn, hàng thun co giãn. Các chị nhìn hộ em cái chất vải ơi. Đây mà nhìn hộ em cái chất vải, chất này là vải tơ này. Vải tơ mọi người nhá, chỗ này nó sẽ là vải thun, thun gân. Đấy ạ, 79.000 một cái. Nói chung mấy chục nghìn cái áo kiểu thôi. Quần bom ok, Trang Đỗ quần bom nhà em đây chị ơi. Quần bom nhà em đây có tất cả các chị là hai loại nhá. À ba loại chị nhỉ? Em có mấy loại cơ? Đây quần bom đây các chị ơi. Quần bom 99.000. Và một loại nữa là quần bom 150, là cái quần bom hàng cao cấp hơn, nó sẽ có đai đá và nó sẽ kiểu nói chung là đắt hơn, nhập đắt hơn một tí đây các chị nhá. Quần bom chị, các chị muốn xem mẫu gì. Và cái mã này là quần bom cặp chữ này. Quần này cũng là 150, em có hai loại này sẽ là 150. Là cái đai đá này với cái này sẽ là 150. Nói thật là các chị giá buôn là 180.000 rồi. Không có tin tí em đăng lên cho chị xem. Cái quần này cũng vậy, giá buôn chợ 120 nhá. 99.000 em bảo đố các chị mua đâu được giá buôn giá này, chứ không nói gì là giá bán lẻ luôn. Không đọc được comment tài thật cơ. Không đọc được các chị ạ. Tiếp nhá mọi người. Hôm qua cái áo sơ mi cổ bèo xanh đâu rồi á? Em không nhớ chị Trần Trang ấy, chắc là nó lạc đâu rồi, em cất đi đâu rồi ấy. Ok chị Viên Viễn Huệ Sumi em chốt đơn nhá. Vét ok chị này. Rồi mọi người ơi, lên quần bom lên mã nào, em lên nốt con logo đã nhá. Quần này tí mặc thử cho. 99.000 một cái quần. Nó trong một cái túi như thế này. Túi zip xịn sò hàng Quảng Châu xịn như thế này các chị nhá. Các chị ở đây bảo các chị mua thêm đâu rẻ hơn, cho các chị thêm hai cái nữa được chưa? Ghi âm lời nói em nói lại nhá, mua đâu giá rẻ hơn cái quần mà hàng như nhà em nhá, đẹp như nhà em. Chất liệu túi zip xịn sò như nhà em, cho các chị thêm hai cái nữa. Nha mọi người nhá, đây quần này cũng thế, hàng buôn 180 bán lẻ chị 150 luôn. Em có mối đấy, em đều có mối hết đấy, chứ không phải là nhập giá em bán lỗ đâu. Điên là bán lỗ thì á. Em ngồi đây em nói giá họng ra làm gì đúng không các chị? Em có mối hết đây mọi người ơi, này. 99.000 được chưa? Em qua mẫu nhá. Đều phải có mối hết đây mọi người ạ, lấy bán hàng rẻ cũng phải có mối mà hàng đẹp. Ok chị rồi. Quần phồng LV bao nhiêu? Phồng LV hết rồi, em có một cái em xả 50 cho chị ấy hết rồi. Em lên lốt con áo logo rồi em qua bắt đầu mã quần cho các chị nhá. Rồi các chị nhớ nhá. Hẹn mọi người ngày mai, em đang cố gắng live buổi trưa nhưng em thật sự là hẹn rất nhiều rồi nhưng không dậy sớm được thì có thể là chiều. Nói chung là cứ ấn theo dõi lịch của em, một là khung giờ 12 giờ trưa, hai là từ 2 giờ chiều đến 3 đến khoảng 3 giờ chiều là thời gian đấy mà ngày mai em sẽ xả hàng các chị nhá, chắc là tầm 2 giờ chiều. Nhưng mà cố gắng là ngày mai live một ca trưa. Với mai là cuối tuần hay là để chủ nhật xả nhỉ? Bây giờ cứ em phải có 2-3 ngày em mới đi hàng một lần. Nên là các bà có thể dồn đơn trong nhiều ngày được nha các chị nhá. Em vẫn có thể là nhà em thế, em không gọi điện luôn đâu, toàn là để dành thôi. Đây chưa, áo đang mặc của em 79.000 chốt em mã hàng là áo logo các chị nhá, đang thiếu hình màu kẻ nhỏ. Màu kẻ nhỏ là màu như mẫu mặc đấy ạ. Em lại đang hết kẻ nhỏ, mai mới về thêm. 79.000 một áo các chị ơi. Giá buôn trong chợ hàng 90 nha mọi người. Quần đấy mặc được không á? Quần đấy chị có mặc những cái gã quần bom lụa mặc được hết mà chị. Quần bom của ai chả mặc được chị. Đây mọi người chốt áo đang mặc đi, áo logo cho em mọi người ơi. 79.000 một áo ạ. 79.000 một áo cho em nhá. Con Miu Miu này sẽ là 65.000 này. Miu Miu là 65.000 này các chị ơi. Rẻ mà đẹp luôn. Này các chị thấy không? Hàng len nhá, một con áo len có mấy chục nghìn các chị mua đâu ra. Cái này đó là hàng thêu toàn bộ cho em luôn. Nói thật em nên bán không cần lãi. Không cần lãi nhiều. Nha các chị nhá, không phải không có lãi không đúng nhưng mà không cần lãi nhiều, em lãi 5-10.000 một cái cho các chị là được rồi. Mà em có mối nhập rẻ được giá này, tức là hàng loại 1 mà bán cho các chị giá chưa bao giờ ở đâu các chị mua được luôn. Được chưa? Áo đang mặc của em là 79.000. Chốt cho em mã hàng là áo logo, em mặc là logo kẻ to. Đây là logo đen và đây là logo trắng cho em các chị nhá. Chất mọi người test thử chất cho em này. Bao giờ ông thế test thoải mái cho em luôn, không mà chuyện là bị bay nhão luôn này. Đanh cực kỳ luôn, keo dạ, kéo lên bao nhiêu mấy vẫn về form vị trí cũ luôn. Không có dấu hiệu gì bị dão luôn các chị nhá. 79.000. Chốt áo đang mặc cho em mã hàng là áo logo các chị ơi. Áo logo 79.000 đấy, ẩn hết comment rồi. Ok lên áo kiểu nhá. Em không đọc được. Ừ, không em ở kẻ to kẻ nhỏ mai chị về bổ sung hàng đủ hết không lo chị em nhá. Màu kẻ nhỏ là mai về. Chị đang mặc là kẻ to nhưng ẩn comment không đọc được các chị ơi. Lấy quần chị ok lên quần vừa like nhá. Ok Nguyễn Thúy em chốt đơn. Ẩn hết rồi, làm nào bây giờ. Đấy cái bà Dương Tiểu Thanh này cứ hiện lên cơ, buồn cười thật sự luôn. Cứ lúc chụp màn hình kiểu gì nhỉ? Chụp lại tí chụp cho Dương Tiểu Thanh xem. À không, sao lách 60.000 đâu. Cái này của em là 65.000 mà. Em bảo 60.000 à? 65.000 chị nhá. Nếu mà em lỡ nói 60 thì em báo nhầm đấy. Cái này là 65.000 chị ơi.
65.000 mà em nhập vào đó là 60 rồi, chắc em nói nhầm hay gì thôi chứ không không có 60 đâu. Nhiều khi nhiều mã của em nói nhiều. Áo đang mặc của em là 79.000 các chị ơi, 79.000 áo đang mặc. Quần short Gucci là 99.000. Em mặc thử con Miu Miu nhá, em lộn ngược rồi, mặc Miu Miu trắng đi. Hàng len nha các chị ơi, trong chợ giá buôn không mà có giá rẻ, như anh em bán 65.000 luôn, giá buôn trong chợ là hàng 8 mấy rồi. 85 90 rồi các chị ơi, hàng len nhá, nó không phải hàng hàng thường, len Quảng Châu. Được chưa mọi người? Áo đang mặc là 79.000, các chị chốt đơn mã đang mặc ghi là áo logo nhá. Áo logo 79.000, em mặc là màu kẻ ạ. Đây là màu kẻ to. Ngoài ra có một màu nữa, màu kẻ nhỏ là cái màu em đăng ảnh lên mẫu mặc ấy, hay các chị xem lại livestream ngày hôm qua nhá. Nó có màu kẻ nhỏ nữa đấy ạ. Em mặc là kẻ to. Được chưa các chị? Màu trắng và màu đen. Rồi em qua mẫu nhá. Em qua mẫu đây các chị ơi. À mấy con đan lưng đan dây còn chưa lên cơ này. Nhiều mã quá không chưa lên hết luôn. Đây, đằng sau lưng em nhiều mã lắm các chị ơi. Mọi người muốn xem mã gì nào để em lên tiếp nào. Lên quần bom nha các chị nhá. Quần bom nhà em là 99.000 thôi. Áo đang mặc của em là 79.000. Được chưa các chị? Áo đang mặc là 79. Quần đang mặc là 101, ghi là quần sóc xòe. Ok rồi. Ok chị Thúy, quần Gucci 99.000. Áo đang mặc của em lên số chị Huyền Thanh ơi, 79.000. Ok, Trang Đỗ em chốt đơn này. Áo đang mặc là 79.000, ghi là áo logo cho em nhá. Con này dáng crop top nhưng vẫn mặc sơ vin được. Đẹp lắm các chị, nhìn kỹ lại cho em nhìn này. Đẹp cực kỳ luôn, em cái ba con cổ thang, nó đang thiếu con cổ thang hot hot trend em, nhưng mà cổ thang không biết có về được hàng không, em đang lỡ đơn của khách gần 50 cái. Nhưng mà đợi mãi không thấy hàng về. Nguy cơ là phải hủy đơn quá. Người ta bảo là không về được màu nâu cơ. Màu đen thì có thể mai có, nhưng màu nâu sợ không về. Áo cổ thang các chị. Với cái giá 75.000 em bán mà quá rẻ luôn mà các chị đây nhá, áo đây. Áo Miu Miu là dáng crop top nha các chị nhá, nhưng mà mặc lên các chị mặc vẫn sơ vin được. 65.000 một áo, hai màu đen trắng. Ai lấy chốt mà em là áo Miu Miu nhá. Ai lấy chốt cho mã hàng là áo Miu Miu ạ. 65.000. Ok, bông em chốt đơn ạ. Chị Huyền Thanh chốt đơn, chị Lương Hằng em chốt đơn. Quần đang mặc là 110, chị chốt quần đang mặc đi đẹp lắm. Này, nó xòe xòe nhìn rất là xinh luôn. Nói chung là cái quần này hợp với những chị nào mà kiểu mình ăn mặc kiểu các chị muốn mặc trẻ trung, nó điệu đà một tí nhá. Cái áo này với quần này hơi rộng, quần em mặc size M hơi rộng, mặc size S lại chật. Đây, áo Miu Miu đi mọi người. 65.000. Cho góc quay này nhìn nhìn nó cứ bị lùn lùn đi nhở. Để em cho thấp máy xuống tí nhá. Cho góc này nó cứ bị lùn ý. Rồi tiếp nha mọi người. Em qua mẫu nha. Lên cái chị quần bom nhá. Cái này đỡ lùn hơn. Ây à, đây. Đấy, em có một cái máy mã này nữa cơ. Lên quần bom nhá. Đây quần bom nhiều lắm này các chị ơi. Hàng nó thật là 99.000 cái quần. Em lấy được mối, tìm được mối rẻ rồi đấy, em lấy bán hàng sướng lắm, lấy được toàn hàng mối rẻ luôn. Hàng đẹp trong chợ toàn là hàng trăm mấy, hai trăm mấy, em lấy được chỉ có rẻ hơn phải tầm 20.000. Ok, Lương Hằng em chốt đơn rồi. Ok, lên quần bom nhá. Đây quần đang mặc thì chốt quần sóc xòe đi mọi người. Đẹp lắm luôn, nó hơi xòe xòe nhá, nó kiểu dáng váy đấy. Cái này không hở lắm đâu. Ống rộng thật nhưng mà các chị đi đâu chơi mình nhớ mình sự mình khép chân vào chứ đừng có dạng tơ hơ ra mà không bao giờ sợ lộ đâu nhá các chị nhá. Nếu cứ cẩn thận hơn mặc cái quần lớp váy bên trong thì nó sẽ không sợ lộ ạ. Quần đang mặc của em nó có hai màu nha mọi người ơi, có hai màu là màu em mặc với cả một cái màu nữa là màu xám. Đâu đây màu xám đây. Đây các chị ơi. Quần em mặc sale mọi người trên live rất là rẻ luôn ạ, 110.000 một quần. Mua trong chợ giá xỉ 130 rồi mọi người nhá. Giá xỉ trong chợ 130, sale mọi người 101 luôn. Được chưa ạ? Chốt mã hàng cho em là quần sóc xòe chị nhá, quần sóc xòe. Áo đen kia đi á. Ok rồi, Giang Mi ok. Cái áo Miu Miu này là chị mặc cái áo này, mặc cái áo bên trong nó bị co lên đấy chứ nó không ngắn lắm đâu. Nó chỉ như dáng mấy cái này thôi nên là không sợ ngắn đâu em ạ. Nhưng mà lấy một mã áo cũng được. Đây. Áo ren cho em 75.000, quần sót xòe màu ghi à màu xám hoặc là sót xòe màu màu xanh cho em các chị nhá. Chốt mọi người rất là rẻ luôn ạ. Bao nhiêu? 110.000 một quần nha chị nhá. SML tầm 55 cân 56 cân. Tầm 55 56 cân các chị vừa 101 một áo. Được chưa? Em qua mẫu nhá. Lên các chị một cái mã tiếp theo này, lên mọi người quần áo. À quần quần bom nhá. Lên các chị quần bom nhá các chị ơi, không đọc được comment đâu, em phải đọc trong máy khác đấy. Nó ẩn hết rồi. Quần bom nâu gần ok chị, áo đen là 75.000, Thanh Đoài ơi chốt đi. Có một màu duy nhất thôi được giá này, còn nếu mà hai màu là 125 rồi. Các bà nhớ trước em bán 125 không? 125 rất là rẻ, bên ngoài là bán hơn 200 kìa các chị kìa. Mà em bán 125 nó rất là rẻ, bây giờ còn có 75.000 thôi. Nói chung là rẻ chưa chưa từng thấy luôn rồi các chị nhá. Đây áo logo hiệu này chốt đi. Logo đây mọi người ơi.
79.000 được chưa ạ? Quần này em còn một cái size S em xả lúc các chị là 80.000. Rồi em qua mẫu nha. Mấy con áo bò trễ vai với áo bò nơ là ngày mai mới like nhá. Áo này 130 này, cũng xinh luôn nhỉ, hay mặc thử con áo này luôn nhá. Em mặc thử luôn nhá, bây giờ đang tiện mặc cái quần này em mặc thử luôn nhá. Áo logo 130 này, áo này mặc chân váy đen xinh hơn. Áo đen một màu duy nhất các chị ơi, em qua mẫu nhá. Cái quần bom kia của em là hàng 199.000, từ em lên nhanh mấy mã này đã. Lên nhanh cho các chị mấy cái mã hàng này đã nha mọi người ơi. Quần này xót xe em lên form xinh mà. Xem mọi người 110.000 quần thôi, được chưa ạ? Đây ạ. Áo 79.000, áo cúc nhá, em like nhanh áo sẽ lên quần. Các bà cứ nếu mà không phải đi ngủ sớm thì mọi người cứ theo dõi livestream em tí mà lên tất cả các mã luôn. Không hết thì mai bán tiếp đây. Xinh quá đây mọi người ơi, áo cúc nhá, áo thun cúc 79.000. Dưới 65 cân bao vừa luôn. Thun cúc 79.000 cho em. Be vàng này, đen này, mặc màu xanh, em thích mặc những cái tông màu sáng lắm. 79.000 một áo nhá các chị nhá. Ở đâu mà mua rẻ hơn em vẫn lại tặng thêm hai cái nữa được chưa mọi người? Dáng thường như này, xòe xòe nhẹ như này. Cái này là phối điểm nhấn nhẹ nhỏ nhỏ là cái cúc này thôi, nó không có gì nó đặc biệt lắm nhưng mà mặc lên nó rất là đẹp, rất là kiểu thời trang luôn. Phù hợp với mọi lứa tuổi các chị nhá, mua cho mẹ mặc cũng được. Ok, Thanh Đoài chốt đơn chị Mai Hoàng, em xin số đi mọi người. Quần đùi trắng sau là hàng 170 chị ơi. 79.000 một áo, chốt cho em mã hàng là áo thun cúc nhá. Nhớ nhận hàng đẹp feedback ngay và liền cho em nhá mọi người, để em lấy cái động lực em livestream, em dành để tìm những cái mặt hàng rẻ đẹp cho các chị này. Đây. Nhìn cho em này. Test thử chất nha mọi người ơi. Hết sức luôn, kéo căng hết cho em này. Nếu mà là có một cái tí gì gọi là bay nháo nha các chị nhá, hoàn hàng ngay lập tức nha các chị ơi. Bên ngoài best nhất là 130.400. Tại vì giá này hàng Quảng Châu giá xỉ trong chợ là hàng hơn 100 rồi. Em lấy được mối rẻ lắm, em không bí mật, em không tiết lộ đâu. 79.000 một áo các chị ơi. Quần đùi trắng sau 170. Như Huyền Thanh ơi, có hai màu nhá. Đến đâu rồi nhỉ? Màu xanh cổ vịt này, đây là màu nâu cho em này, 79.000. Áo thun cúc cho em ạ, 79.000 một áo. Mua con áo này mặc đi đâu mặc cũng được. Dịch này không đi chơi mặc đi làm, đi làm mặc ở nhà nhá các chị nhá. Vừa rẻ vừa đẹp, 79.000. Màu trắng này. Đấy, ai lấy chốt áo thun cúc cho em. Quần này em có hai màu, quần đấy có hai màu chị ơi. Đâu rồi nhỉ? Có màu đen, màu trắng, quần này 170 chị nhá. Quần len ginh 99.000 này, len ginh hộp 99.000 này em vẫn còn luôn này. Phông rộng không á, phông rộng chị không like rồi, em chỉ bán những cái hàng phông thường thôi. Phông rộng thì không bán được. Thì toàn bán cái áo kiểu điệu điệu thôi. Thun gân 75.000 này. Thun gân 75.000 các chị ơi. Thun gân nhá, 75.000. Được chưa nhỉ? Quần đấy em lại vứt đâu ấy, có hai màu đen trắng lại vứt đâu mất rồi. Ẩn comment cũng không đọc được. Ship Nghệ An là 30, ship tỉnh 30, ship Hà Nội là 25. Ok, Thanh Đoài chốt đơn. Đây quần này đây. Quần này đây các bà ơi, chất liệu vải tác ta mềm nhá. Chỗ này nó bằng kiểu chất liệu nó là bằng kim loại đồng, không bị han gì đâu. Nó là hình chữ Chanel, đằng sau lưng thun, nhưng form này form bé nhá mọi người, tầm 55 cân thôi. Đằng sau trong đây là hàng hai lớp này. 170 một quần, hai màu đen trắng, ghi là quần Chanel cho em nhá. 170.000 một quần, hai màu đen trắng, tí lên quần bom bây giờ đây mọi người. Đấy lại đơ bố được comment rồi không đọc được rồi. Kiểu gì nhỉ? Hay máy này của em là thế hay là do leak nhỉ? Áo mặc của em có nhiều màu lắm chị ơi, bánh bèo đi. Ok, có bánh bèo luôn. Mọi người thích bánh bèo à? Em lại đang bán được những cái hàng như này. Bánh bèo thì nhiều lắm, bánh bèo kiểu điệu điệu nhiều lắm. Đây. Áo thun cúc màu trắng, em mặc là màu xanh cổ vịt. Đây là màu nâu các chị nhá. Cái này ghi là màu đen. Cái này chốt cho em là màu vàng. Cái này cho em là màu be nha mọi người nhá. Em mặc là màu xanh. 79.000 một áo các chị ơi, ghi là áo thun cúc 79.000. Còn đây mã tiếp theo là mã áo tang đá cho em nhá. Em like lốt mã này đã. Mã này em quên chưa bán sợ. Còn ngạn đang vẫn đang chạy mà. Để cho nó luôn vào trong cái khuôn đi. Những mẫu kia không bán hết mai lại bán tiếp nên mọi người cứ theo dõi livestream nên mua được cái gì các bạn ủng hộ em nhá. Còn ngày mai mình sẽ lại livestream tiếp để các chị dồn đơn. 2 ngày chốt đơn một lần nhá mọi người ơi. Ngày mai chưa chắc em gọi luôn đâu. Để mọi người dồn đơn hàng sale sau đó em mới gọi điện chốt đơn nhá, để một thể luôn. Để các chị đỡ mất tiền ship. Được chưa ạ? Vì quá nhiều hàng em còn chưa bán mà. Đợt này đang dịch nên là phải gom hàng, em mới lấy hàng. Gom 2 ngày lấy hàng một lần, 2 3 ngày lấy hàng một lần. Được chưa các chị? Áo đây là áo ghi mã hàng là áo tang đá cho em nhá. Ẩn hết comment rồi. Áo tang đá 79.000 luôn. Ok chị Dung Lê em chốt đơn. Áo sơ mi cánh rơi á. Có áo sơ mi cánh rơi chị ơi. À không phải sơ mi nữa, kiểu áo điệu chị nhá. Chốt mã này cho em là áo tang đá nhá các chị ơi. Chỗ này của em nó là hình chữ hoa này. Đẹp lắm. 79.000 luôn.
Em mặc là màu ghi, đây là màu nâu này, đây là màu trắng á chị nhá, tang đá trắng này, tang đá màu xanh này, đây giơ lên cho các bạn nhìn dễ, nâu à ghi này, trắng đẹp nhở. Cái này là dáng kiểu dáng dáng hơi lưng lửng nhưng mà nó vẫn không phải ngắn lắm, vẫn vẫn sơ vin bình thường được chị nhá, nâu trắng ghi màu xanh các chị ơi, đang thiếu đen rồi, chết là đen đang thiếu rồi, xanh này, be này, 79.000 một áo các chị ơi, 79.000 thôi, nhanh tay mọi người, 79.000. Đây là màu vàng, cuối cùng là màu đen nhá, màu đen đang hết đen mai về, đen chỉ là màu đen tuyền thôi, xong rồi vẫn cái tang nó vẫn như này, chỉ là màu đen tuyền thôi, nó không khó hình dung đâu. Tiếp mọi người ơi, nốt nhá, nốt mã em qua mẫu đan dây à, đan lưng nha các chị ơi, áo đan lưng 79.000 luôn, 40 cân em nhận, 40 cân là 62 cân, con này là giãn nhiều lắm, cứ chốt bơ bình thường cho em thoải mái luôn, 40 là 62 cân. Ôi ôi, ẩn hết thun gân nhà em, nó có 5 màu ok, mà quần bom lên luôn. Bây giờ chị em tí áo kiểu nhiều lắm, để chị Trang ơi, nếu mà hôm nay không xem kịp thì chị có thể dồn đơn ngày mai em, chị lên em lên áo kiểu chị chọn nhá. Đây ạ, cái ghim là áo đan lưng mọi người, áo đan lưng nhá, đằng sau đan lưng, đằng trước nó là cái tang dio như này, màu xanh, đan lưng xanh, em vẫn thích mặc màu xanh cực, màu xanh cổ vịt em mặc hợp lắm. Màu xanh, cái này em là màu nâu này, đan lưng màu nâu các chị ơi. Đấy, đan lưng màu ghi, à quên nhầm, màu be, màu be. 40 cân là 62 cân, giãn thoải mái luôn. Đây là màu vàng, màu vàng các chị nhá, nó giãn nhiều lắm mọi người nhìn này, nó giãn cực kỳ nhiều luôn ạ. Màu vàng nhá mọi người, mặc đều dáng ôm hết ạ. Đây là màu trắng cho em, áo đan lưng 79.000. Đây là màu đen này, hết nha mọi người, 79.000 một áo. Ai lấy chốt đơn em là hàng là áo đan lưng kèm màu kèm số điện thoại. Rồi em lên nó còn thun gân em qua mẫu nhá, không đọc được comment đâu, đặt hàng cứ lên số của em nhá, không đọc được comment đâu các chị ơi. Được chưa các chị, đan lưng nhá, đan lưng đẹp lắm, đằng sau nó kiểu đan, mua cho mẹ mặc cũng được, mua chị mặc được, mà em gái mặc, nói chung là mua cho ai mặc cũng được. Riêng con áo này em bán cho chị những mã hàng mà dễ mặc nhất trên đời luôn, hầu như ai cũng sẽ mặc được hết nha các chị nhá, 79.000. À, em lên có quần bom, đây lên quần bom các chị ơi, à lên nốt thun gân lên quần bom nhá, quần bom 150 và quần bom 99k. Đợt này em đang bị béo nên mặc đồ em toàn bị lòi mỡ thôi, bụng em như kiểu bụng chửa ấy, to ơi là to luôn ấy. Thun gân 79.000 cho em nhá. Ok mọi người, áo kẻ là 75.000 em ơi, áo sọc, áo cổ bẻ sọc ở sau lưng chị là 79.000 em ơi, áo logo nhá 79k, đây đúng không, 79k em ơi. Ai lấy chốt mã hàng là đan lưng cho em mọi người nhá, 79.000. Được chưa các chị, em qua mẫu lên logo nhá, à lên lên quần nhá. Hôm nay sơ mi bò mấy mã nữa em còn chưa bán, chưa đưa lên được hết cơ, không đọc được comment cơ, kiểu gì ý. Đây lên con thun gân đi, màu đen thì mai mới về, không biết có mai có về được đen không, em đang muốn bán cái loại chất mềm như này. Ẩn hết comment không đọc được các chị ơi, không đọc được. Chị ơi làm gì đấy, mẹ điện thoại nhà, lấy một cái máy nữa nhà mẹ. Không lấy có quá chồng. Không, mẹ đang bán hàng. Lấy có quá chồng. Chị vào lấy mẹ cái điện thoại. Không. Đi. Không lấy. Để mẹ đọc, mẹ vào đây mẹ có việc đi lên. Lên lốt thun gân các chị nhá. Thun gân nhà em đây là 75.000 thôi. Chất đó là chất thun gân. À cái ảnh em đăng lên là ảnh em cóp về nhá, còn nếu mà bên ngoài nó sẽ là cúc đồng màu như này cơ, nhìn đẹp hơn nhiều, nó không bởi ảnh đâu. Ảnh nó là cúc màu trắng, nhiều đấy là hàng đều rồi. Em không có ảnh đăng em lại bắt buộc phải lấy cái ảnh này. Nha mọi người ơi. Chốt mã hàng là thun gân cho em đi mọi người, chốt cho em mã hàng thun gân. Xem mọi người trên live giá là 75.000 một áo các chị ơi. Ẩn hết comment của em rồi, không đọc được của ai luôn. Rồi, có mỗi bà Thúy Vân chấm bài là bà cuối cùng rồi đúng không? Hay là như nào nhỉ? Em thấy mỗi bà Thúy Vân chấm bài này cứ thoát ra vào lại liên tục luôn thì mới đọc được. Lên quần bom nha các chị nhá. Chị ơi mang mẹ một điện thoại. Đây áo kẻ đây Ngọc Yến ơi. Ghi là áo logo nhá, hay là áo kẻ vàng kia, con này là logo 79.000 em ơi. Logo 79.000. Còn con này là con kẻ 75.000 em nhá. Áo sọc kẻ 75. Được chưa? Rồi tiếp nha các chị ơi. Lên quần bom đi. Em không đọc được comment của ai cơ, tải thật. Cái máy này nó cứ đơ đơ gì. Các chị ơi có chấm bài em một cái nào. Bây giờ máy là do cái gì cơ. Em gom 2 ngày chốt đơn một lần nhá. Ngày mai em chưa gọi vội đâu. Có thể là tầm chiều tối mai mới gọi để các chị chốt đơn buổi trưa buổi chiều đã. Xong gộp em rồi mới gọi chốt đơn, hoặc để sáng mai, à sáng ngày kia.
để cho các chị gộp đơn, đỡ mất tiền ship, và bên em cũng gom hàng nên là cũng để 2 ngày chốt đơn một lần nha mọi người. Không đọc được. Mạng cũng kém cơ. Được chưa các chị ơi? Em không đọc được comment. Ok chị Giang này. Thun gân nhà em có tất cả là 4 màu. Đang thiếu màu đen, đen thì mai về, nhưng mà không biết là mai có về được chất đẹp như này không, thì em cứ chốt những cái màu đang bán đi. Em thấy màu xanh là màu trắng là hai màu đẹp nhất luôn. Màu đen thì nó không nhìn rõ thun gân đen đâu. Đây các chị ơi, màu trắng này. Đây chất vải mọi người, chất thun gân đây. Đây các bà nhá, đẹp lắm, đường may chất vải rất là ok luôn. 75.000 một áo. Em lên quần bom nhá, chấm bài cái lên quần bom nào các bà ơi. Chấm bài em xin một dấu chấm bên dưới để qua mã quần bom. Quần bom mặc các chị với quần ngố thái thì thôi, cho đỡ phải thay đứng đi ra đi vào nhiều. Ngố thái mọi người ơi, 40.000 một quần nhá. Em lên quần bom nhá. Mỗi người xin một nút chia sẻ giúp em với các chị ơi. Mỗi người xin một nút chia sẻ nhá. Em bán rẻ mọi người ủng hộ em một nút chia sẻ với em để đỡ bị ẩn comment nhá, không có tương tác là bị ẩn thôi. Ok, bánh bèo thì hẹn chị ngày mai đi, sợ bây giờ không kịp lên bánh bèo đâu. Vào Facebook em xem mẫu ấy, em đăng mẫu lên hết rồi đấy. Bánh bèo có nhiều mã xinh lắm, mấy kiểu như là điệu ấy, mầm áo đá cái gì đấy. Hay là những cái áo kiểu ấy, như thế này. Chị ôm được những kiểu như này không, để em cuối lam lên cho. Đấy, những mã bánh bèo kiểu khoét như thế này. Đấy, chỉ có những mã này hay những mã này này. Với như mã bánh bèo mà em xả thôi. Đây, như con này cũng là điệu này. Có 130.000 thôi, áo kaki nhá. Áo vest xanh này. Vest xanh 150 này. Quần ngố thái mọi người ơi. Quần ngố thái cho em là quần ngố thái 40.000 một quần nhá. Em lên quần bom 150 đúng không ạ? Lên quần bom hàng 150 mà các chị hình gì rồi nhỉ? Hình này được không? Hay là lên các chị hình, để em kiếm cái hình nào nó đẹp nó hợp gu em. Màu nâu nhá. Hình BB, BB, BB. Quần này 150 một quần các chị ơi, 150 một quần rồi, em tí thay đồ nhá. Rồi em đây mọi người. Quần bom xịn ạ. Quần bom xịn cho em các chị ơi. Bom xịn mọi người nhá. Chốt em ạ, quần bom xịn 150 một quần. SML, XL, 2XL đến tầm khoảng bao nhiêu nhỉ? 65-68 cân. Con này rộng, dáng rộng lắm. Áo vest đi à bị. Em không quần ok chị, quần ngố thái là 40 chị ơi. Áo kẻ vàng kia dưới 60 cân chị Trang Anh nhá. À, vest là tầm dưới 60 cân. Nhưng mà tầm 58 cân mặc đẹp. Mấy áo có cổ của tốt mới đăng chưa? À không, mấy cái áo đấy em không mặc online đâu, áo đấy em order thôi. Hàng yên tâm là y ảnh, chị yên tâm. Riêng hàng len đấy không có loại 2 đâu, các chị cứ yên tâm nhá. Y ảnh luôn, không khác tí gì. Đây đai đây ạ, đai quần nó sẽ như này. Để em mặc với cái gì nhỉ? Mặc cái áo gì chứ mặc áo hai dây nhìn nó không đẹp. Đấy, quần bom cho em nhá. Có cái đôi giày đi đẹp hơn, em không có đôi giày đây. Mặc cái áo gì nhỉ? Này, mấy con vai đá đỏ em xeo lốt 139 này, em mặc cái gì bây giờ nhỉ? Mặc cái áo miu miu đi, có hợp không? Sợ là cái quần này mặc với những cái áo này không, nó cute, nó không hợp. Cái áo nó ôm mà. À, mặc áo sát lách đi các chị ơi, mặc sát lách đi. Đây, em mặc cái áo sát lách cho nó đẹp. À đâu, quên máy này. Nó chỉ thục như này, vest xanh có 4 màu nhá bạn ơi. Áo sọc trắng kia là 79.000 chị ơi, 79.000 nhá. Quần ngố thái là 40.000, các chị chốt đơn quần ngố thái cho em 40.000 một quần.
quần bom xịn mọi người ơi, chỉ có dáng thụng này thôi, không có dáng suông hơn, nó chỉ dáng như này thôi. Cái này là dáng chuẩn của nó rồi chị nhá. Đấy, áo sát lách em đang mặc là 49.000 các chị ơi, 49.000. Áo vest nhà vest tầm 58 cân, nó có đang thiếu màu màu xanh ngọc với là màu đen. Em đang thiếu màu, đăng ảnh lên Facebook rồi các chị ơi, có màu xanh ngọc, màu đen, màu trắng nhá. Đây ạ, quần bom xịn các chị ơi, chốt mã hàng quần bom xịn cho em nhá. Cái này có cái phụ kiện để đeo cho đẹp, đi đôi giày nhé, mua giày đây. Em toàn đi chân đất mất tét, nó chả đi giày bao giờ luôn. Đây, bom xịn mọi người ơi. Em có màu đang mặc ghi là hình BB, BB màu nâu. BB màu màu đen. Hình zig zag Chanel các chị ơi. Đẹp nhở, ôi zig Chanel đẹp đấy các chị. Với cái hình này là hình mắt xích ạ. Đây các chị ơi, các màu hình đây nhá. Chỗ này toàn bộ đính đá hết, nó là quần bom xịn 150 một quần các chị ơi. S, M, L, XL, 2XL đến 68 cân. 68 cân các chị vừa nhá, quần bom xịn ạ. Ok. Ninh Đan sơ mi hoa bèo hồng em còn, chị Thanh Bình ơi. Hoa bèo hồng à? Thoải mái không chị? Em còn nhé chị ơi, nhưng mà chị lấy sai gì? Đây còn có 3 màu, 3 cái à, màu hồng hồng còn. Đây các chị ơi. 160.000 một áo ạ. FM chị nhận lấy, chị lấy màu gì ạ? Đây ạ, 160.000 chốt em mã hàng này, ghi em là áo sơ mi hoa bèo nhá. Đây hoa màu gận cận cảnh đây chị ơi. Đủ size SM ạ. Cái này của em nó là màu vàng và đây là màu beo nhá, hình beo. Sơ mi bèo ạ, sơ mi hoa bèo vàng, hoa bèo hồng và beo nhá. Bèo be à giờ bèo beo chị ơi. bèo báo đi cho đỡ bị lấy. Quần bom đen ok, cái sơ mi xanh treo kia, cái sơ mi Burberry á. Đây à chị ơi, con áo này của em là bao nhiêu? Là 85.000 một áo chị ơi. Sơ mi thô nhá. Em đây quần bom 99 đi, em thấy các chị là những cái mã quần bom 150 này. Em thấy nó không đẹp bằng hàng 99.000 đâu. Đây các chị mặc thử con zig zag đi, em thích hình zig zag. Con này là 7, con này là 85.000. À đâu đúng không? 89.000 chứ nhở? 89.000 em xin lỗi, 89.000 nhá. Em nhập vào đã 80 rồi. Đây mặc cái quần này hình zig zag đẹp này, 150 một quần. Lên cả khoác LV luôn đấy các bạn, em thì lên khoác bò luôn. Đấy nha mọi người. Quần đang mặc là 150 ghi là quần bom xịn cho em nhá. Quần bom xịn 150. Ok chị Oanh em chốt đơn. Quần nâu kia size L chị hết mất rồi. Áo 2 dây đen sau chị á. Áo 2 dây đen đúng không? 75.000. Đây chị ơi 75.000 thôi ạ. Chốt mã này cho em là áo ren 75k nhá. Áo ren 75k kèm màu, cái số điện thoại dưới 5556 cân là các chị vừa nhá. Dưới 5556 cân. Ok, chị Trần Trang ơi, Trần Trang có 3 màu cơ, tí mặc thử cho. Đấy ai áo ghi là áo ren cho em 75.000. 75.000. Đợt em bị béo đấy các chị ơi, mặc các chị nhìn bụng của em này. Không phải nói điều như kiểu bụng chửa ấy. Đấy, vớ vẩn lại chửa chết cha. Đây các chị ạ. Toàn mặc size L thôi. Bụng hay là béo béo ăn béo cơm hay sao đúng không ạ? Béo lắm, bụng to lắm luôn ý. Quần đó bao nhiêu cân vừa á? Quần đó chị hết rồi, quần nâu đi cùng với áo đen kia chị hết rồi, chốt cho khách rồi. Quần bom xịn cho em nhá, 150.000. Em có bom hình BB. BB ý chị. Đấy, màu nâu màu đen. Em có quần bom lại đẹp này. Quần bom chữ lại xịn các chị này, quần bom lại đẹp này. Quần này cũng là 150 này. Giày dặn đẹp mà lên form rất là thể thao luôn. Em mặc là hình zig zag nhá chị nhá. Còn đây là hình mắt xích. Em lên con bom 99.000 đi, bom 99 này đẹp hơn này, em thấy. Không phải điều chị, bom này em nhìn còn đẹp hơn ý. Nhìn nó còn nó rẻ mà kiểu cách nhìn đơn giản nó còn đẹp hơn ý. Lên chị áo bò à nhá. tối em đeo là ok chị. Áo đen 75.000 chị Trần Giang. Không phải nói điều chị thôi, nó đùa thôi, nhưng mà bụng em béo thật, béo mỡ, béo ăn chứ không phải béo chửa thì đã chết. Béo chửa tầm này thì cả bạn đất mà ăn luôn ý. Túi em đeo ở 180 chị ơi. Vẫn còn nguyên tem mác luôn, 180.000 một túi nhá. Thôi cho mã hàng là túi Gucci, em lên quần bom 99.000 đi. Bom 99.000 thôi mặc em lấy trong túi đi, để bóc treo mẫu rồi nó cứ bị rồi.
bụng em rồi, các chị nhìn nó to, nhìn béo, nhìn ngang, nhìn em béo cực luôn này, không có eo ót gì luôn, nhưng mà em ngại mặc những cái đồ ôm đó, mặc lên nó cứ mất tự tin kiểu gì ấy, kiểu lên trên live mình người nó cứ béo ụ luôn. Đây con áo kẻ chị ơi, áo kẻ đẹp này, áo này của em là hàng bao nhiêu nhỉ, hàng này là hàng 85.000 áo kẻ vàng. Ok, không không hết rồi Linh Đan, cái quần quần Gucci đúng không? Cái hàng hàng loại 1 thì 2 lớp đấy, hàng loại 2 chị xả đây 50.000 của khách lấy rồi. Ok, chị Đào Thanh Thủy. Quần sóc bò đen phía sau, quần đấy là 101 chị Oanh ơi, 101 nhá. Được chưa các chị? Đây quần này 110. Nghĩ là các hàng quần sóc xòe cho em rồi ạ. Quần sóc xòe chị nhá, 110.000 em qua mẫu nhờ lên chị quần bom 99.000 đi. Bom 99 em thấy đẹp hơn là quần bom 150 em nó thật lòng luôn ấy, nó rẻ còn đẹp cơ. Quần len ginh em có chị ơi. Len ginh em có hai loại là Dio 99.000 và cái này là Zara mọi người nhá. Zara 99.000. SML XL dưới 60 cân. Rồi lên các chị ơi, quần bom 99.000 này. Đây bóc nguyên trong túi. Đây các chị nhá. Bóc này. Không hề một lép nhăn luôn này. 99k cái quần, em lấy được mối quá sướng luôn, trong chợ hỏi giá xỉ 120 đây ạ. 99.000 quần bom 99.000 em qua áo bò nhá. Lên mấy mã khác nhá, không bán đi bán lại mấy mẫu này rồi. Nha mọi người ơi, quần đang mặc là 150, áo đang mặc là 49.000. À thế ạ. Ui thế ạ chị Hương ơi, nó bị làm sao ấy, ẩn kiểu gì ấy. Đúng rồi, có hai màu chị ơi. 99.000 một quần nhá. Không, quần BB không có đâu, quần em chỉ còn có hai màu này thôi. Quần 99.000 chỉ có hai màu chữ D thôi chị ơi. Em chỉ có chữ D thôi. Cả Fendi thôi ạ. Em hết cả chữ M luôn rồi, 99.000 một quần. Set bằng này mọi người ơi. Set bằng là 230. Đây mặc các chị quần 99.000 qua áo bò nhá. Không thì bây giờ chưa kịp like mấy mẫu kia luôn. Áo kiểu các thứ chưa kịp like luôn. Không có BB đâu, bộ bèo mặc ở nhà có, bộ bánh bèo mặc ở nhà. Bánh bèo mặc ở nhà. Chỉ có mấy cái bộ 2 dây thôi với cả những cái bộ cute thôi em ơi. Bộ có tay được không? Chị cũng đang sale rẻ thôi. Chỉ có hình này thôi chị ơi, 99.000 một quần thôi, em ướm rồi nhá, chị mặc lên thôi, em mặc thử luôn. Chị ơi, đi vào nhà mang cái điện thoại kia đây. Đấy, lại uống nước ngọt rồi. Uống nước cái một được. Không. Uống cái một thôi. Đấy chưa mọi người, đây 99.000 cái quần đây. Đây các chị ơi. 99.000 được chưa mọi người? Nó bị ẩn hết comment không đọc được. Chị ơi mang điện thoại em nào. 99.000 cái chị ơi. Em chỉ có hai màu quần 99.000 thôi, em hết màu kia rồi, còn mỗi hai màu thôi các chị. Màu đã mặc là có hai màu đen trắng thôi, em hết rồi. Đây bom 150 đây ạ, quần bom lụa 150, bom xịn đây. Hình này hình zig zag cho em này. Mẹ ơi. Ơi. Hình zig zag các chị nhá, đây hình mắt xích này. Đây à đây 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 là hình hình BB các chị nhá, BB. Đấy hai màu đen trắng. Ơ. Gì đấy? Hả? Giờ đây giờ đây cô giờ cho bác Trang xem kìa, nhìn nó mặc cái quần Ngô Thái em bán kìa. Chíp ơi. Chíp ơi. Đây mày bảo. Chíp ơi, xem này hay cực này. Chíp ơi. Đây em bảo. Nó mặc cái quần Ngô Thái em bán, ra đây. Ra đây. Không đọc được comment rồi. Quần nó mặc là 99.000, set hoa sau cho sale đi á. À lên ba màu sơ mi, ok chị lên đâu? Ba màu sơ mi. Áo đen vừa rơi đấy là 75.000 đây đây. Cái quần Ngô Thái em cho vào cu em mặc này. Nó mặc như là cái quần gọi gì ấy, quần ống suông luôn. Đấy các chị mua đi. Em cho vào cu em mặc này, những cái hàng mà nó thằng này nó béo mà. Đồ em mặc nó toàn mặc. Áo đen đen vừa rơi là 75.000 chị ơi, 75.000 em qua áo bò nhá. Qua áo bò đi. Rồi, áo bò mặc cho các chị cái gì thế nhỉ? À có chân mày đan dây này. Chân mày đan dây quên chưa la này, đan dây 150 một chân này. Đừng nghịch nữa. Chị ơi. Lên áo bò á chị ơi, lên áo bò nhá. Áo 79.000 này tí em mặc cho. Lên áo bò nhá.
quần này khổ lại hết size bé thì mặc cái quần này rộng quá. Mọi người xin một nút chấm các chị ơi qua mẫu nha. Mọi người xin nút chấm với. Ok, xếp ra báo ạ, xếp là ok chị. Nó mặc quần ngố thái em bán đấy, các chị mua đi, quần ngố thái dễ mặc cực, mặc cái áo phông đẹp cực. Quần này em đang hết size nhỏ, đẹp nó là hơi rộng. Em tưởng là xếp báo chị được chốt rồi mà. Không phải chốt rồi mà. Quần này rộng quá, quần này em mặc phải size L rộng quá. Ui lóa quá nhở. Mặc nguyên ở cây. Chim ơi, không trêu nó. Kẹp nó vào cho nó đỡ rộng các chị ạ. Đây áo khoác bò đây các chị ơi, 200.000. Ôi nhưng mà cái áo sát lách ở bên trong kín quá. Bên mặc áo 2 dây thôi, áo sát lách này kín quá các chị ơi. Khoác bò 200 các chị ơi, hai màu đậm nhạt nhá. Đấy. Bị ấy rồi lại like lâu thì tụt hết view của em mất rồi mọi người ơi. Em đóng cửa từ 3 hôm nay rồi, chị ơi đóng cửa rồi, đóng cửa lâu rồi. Đóng cửa hết luôn rồi các chị ạ, từ cái hôm quần áo cắt tóc gội đầu rồi massage rồi là cửa hàng không cần thiết, nó bắt đóng cửa lâu rồi. Đây là em mới khổ sở đây các chị này. Bán được cửa hàng thì bị đóng cửa không bán được. Thế xong rồi lại còn chặn like. Ngố thái đấy, chốt cho em quần ngố thái các chị ơi, 40.000 một quần nhá. Quần ngố thái 40. Áo đang mặc là khoác bò 200 ạ. Chị phải lấy mẹ điện thoại đây. Điện thoại đang sạc trong nhà ấy. Áo đen nơ phía sau á, áo đen nơ phía sau là áo nào nhỉ? Áo 2 dây có chị ơi, 2 dây em mặc là 40.000. Và một cái loại nữa là hai dây sợi đứng cũng là 40.000. Không, điện thoại trong nhà ấy. Đang sạc trong nhà, mang mẹ điện thoại đây. Chị xếp báo đó, chị cứ lấy đi. Y ảnh mới bảo các chị không phải lo ảnh thật. Trên ảnh những cái mẫu đấy là mẫu bên buôn người ta nhờ người ta thuê người chụp, ví dụ như là em ví dụ thuê em chụp thì chả là chụp thật thì là gì các chị, nó không phải là hàng loại 1 mà đăng ảnh loại 1 mà hàng loại 2 đâu. Ảnh hàng đấy chuẩn 100% là ảnh shop chụp nha các chị nhá. Bên shop đấy nhập buôn lại sau đó người ta chụp ảnh mẫu người ta đăng lên chạy quảng cáo, thế là bên buôn người ta mới cóp lại người ta đăng lên, em lấy ảnh em đăng về thôi, ảnh thật hết nha mọi người, không phải lo đâu ạ, không có hàng loại 2 đâu. Đây những cái mẫu này hàng ảnh thật hết mà các chị, em trải sàn đi. 200.000 áo khoác bò LV cho em. Đúng rồi, mang lên. Khoác bò LV cho em 200 các chị ơi. Khoác bò LV 200. Ẩn comment nó không đọc được, cái máy này đỡ hơn không? Em không đọc được luôn. Áo 2 dây đi á. À, 2 dây kiểu, 2 dây kiểu về mai rồi, mai em xả. Áo đen treo hàng trên cùng phía sau á, áo đấy là hàng áo đá cà là bạc chị ơi. Con đấy em sale các chị là hàng áo đá cà vạt 220. Ok, lên sơ mi bò các chị nhá. Để em xem bị ẩn comment không mà không đọc được comment của ai luôn ấy. Mất kìa. Máy này có đỡ ẩn hơn không? Chíp. Nào, cái thằng này hay nhỉ. Đi vào nhà ngồi đi nè. Để em đọc không bị ẩn comment không, không đọc ở đâu quá chị ơi. Máy này quên mất rồi, không đăng nhập nick khác rồi. Nào cái thằng này. Mày. Rồi các chị ơi. Lên sơ mi bò nhá, khoác bò LV đang mặc của em là hàng 200.
Ok, chị đây nào đá phải không ạ? Quần bom 150 tí em đăng ảnh nhá, em qua mẫu rồi. Chị ơi, em còn like mẫu khác nữa. Thôi áo 2 dây em chỉ có mấy cái mã kiểu kiểu như là hàng sale thôi chị ơi. Hàng sale thôi chứ, hoặc là in này, inbox ảnh mai nhân viên nó chụp ảnh cho chị xem nhá. Inbox của Lick Hiền Dương ấy hay là Lick làm được này, Lick trong nhóm chị bị chặn à? Trong nhóm chị trong page chị bị chặn hay như nào cơ, em không em vẫn thấy tìm được nick của chị không tìm thấy luôn ấy. Cái này của em nó là khoác bò LV hai màu đậm nhạt cho em ạ, 200.000 một áo nhá, hai size SM các chị nhá. 200.000 chốt cho em mã hàng là khoác bò LV ạ, 200. Có một cái loại nữa là ở đây con dê bò đẹp này. Dê bò cũng đẹp này các chị này. Em lên áo sơ mi lên áo kiểu nhá các chị ơi. Đây, con khoác bò túi loang xinh này, 200 luôn. Nói thật các chị là một cái áo khoác bò nha các chị nhá. Mọi người lưu ý là một cái áo khoác chất liệu vải bò. Nó không phải là một cái sơ mi hay là một cái loại áo phông chất thường. Nó là một con áo bò mà chỉ có 200.000 một cái áo mà hàng như em đang like đây, không có một khác một tí gì hết. Nha mọi người nhá, 200.000 thôi. Được chưa các chị? Ok, tím đăng ảnh cho em đăng ảnh. Em quên đăng đấy. Hôm nay sợ đăng ảnh nhiều các bà lại chặn em chết. Kiểu như nhiều khách đăng ảnh nhiều các bà thấy phiền ấy. Em chỉ đăng một ngày em đăng khoảng căng lắm là 5 bài thôi, em không đăng nhiều đâu. Tí em sẽ đăng một buổi đêm, sau đó sáng mai chị dậy mọi người có thể là mình gặp thôi, chứ còn đăng liên tục trong ngày em sợ làm phiền mọi người lắm, nên là chỉ có đăng mỗi ngày đăng 2 đến 5 bài thôi. Đây khoác bò loang này, con này em cũng là hàng 200 luôn, mọi người chốt đơn mã hàng là khoác bò túi loang nha mọi người, 200.000 để chưa, con khoác bò rất là đẹp luôn, mix cho em với quần bò xịn sò cực kỳ luôn. Em lên áo sơ mi nhá, lên sơ mi báo cả lên mấy cái mã kia nha mọi người, lên sơ mi báo nha. Trưa mai em thử like một cái, buổi trưa em lười like nữa, cứ nói mồm thôi, nhưng mà cứ đến trưa cái chuẩn bị bán hàng cái là bắt đầu lại lười. Đây ba màu áo 89.000 đây chị ơi, sơ mi thô, ghi là sơ mi thô cho em ạ. Sơ mi thô mọi người ơi, 89.000. Màu xanh, màu hồng và đây cho em là màu ở màu gì nhỉ? Nó cũng gọi là màu be đi. Be mọi người ơi, be xanh hồng 3 màu 89.000 một áo, tí em sẽ mặc thử con áo này. Đây với có một con di lê bò 150 này các chị ơi. Áo di lê bò 150 được, thật là 150 nha các chị nhá, không nghe nhầm. Di lê bò trắng thì em bán 150 thề luôn, khách nhà em bảo chứ. Nhà chị hôm nọ chị mới mua xong, chị mua hơn 200 xong. Áo kẻ vàng mặc đầu nai rồi đấy chị ơi. Áo đá ok, lên áo đá nhá. Bây giờ các chị muốn xem mẫu gì cứ lên lên ấy đi. Lên comment đi, em like cho, lên áo đá phải không ạ? Di lê bò này. 150 một cái. Áo đá anh em nhiều lắm, áo đá anh em thì gọi là bộ sưu tập luôn. Áo đá nâu, áo đá cà vạt nhiều mẫu lắm ạ. Rồi bây giờ chị muốn xem mẫu gì comment dưới em lên mẫu tiếp nào. Chị ơi. Chị ơi. Chị. Đây bảo đây mọi người, áo đá rất rất là nhiều luôn, các chị muốn thích áo đá phải không ạ? Ở lại tụt view rồi, thế này lại càng ngày càng tụt view này, like kiểu gì đây mấy bà ơi. Áo đá nhiều lắm, em vẫn chỉ chạy những mã này thôi, hôm nay có cái mã này mới thôi, có mỗi cái mã này mới. Mã này của em là hàng 108. Đây có mỗi mã này thôi, mã này mã mới này. Đẹp lắm. Mỗi người em xin một nút chấm đi các chị, một nút chấm, một nút chia sẻ cho em với nào, đẩy view lên hộ em một cái. Tụt hết cả view rồi. Hoặc là hai mấy người xem. Không, em lấy tận nhà lấy, tức là giãn cách xã hội là kiểu như là vận chuyển các thứ người ta vẫn cho làm. Người ta không cấm các chị ạ. Người ta không cấm vận chuyển bởi vì là có nhiều trường hợp gửi hàng rồi đấy. Bán hàng người ta không cho bán thôi, còn đơn vị vận chuyển giao hàng là thậm chí Hồ Chí Minh bên em GNT thì cấm tiệt, nhưng mà gửi bưu điện hay là gửi bên Viettel mà những cái chỗ mà nó không bị dính dịch ấy thì giãn cách xã hội vẫn có thể giao bình thường được các chị nhá. Mọi người ở Hồ Chí Minh thì em để em lựa Hồ Chí Minh với cả Bình Dương. Áo này chốt mã hàng em là áo vai đá mọi người, 139.000. Áo vai đá 139. Lưu ý cho em là đơn ở Hồ Chí Minh thì các chị phải đặt hàng là phải trong ngoài vùng dịch nhá. Nhiều khách buồn cười lắm, rõ ràng là chỗ đấy có dịch rồi vẫn cứ đặt.
Nhưng em họ gọi điện em hỏi, em cũng hỏi có gì không, cũng bảo không. Đến nơi thì shipper bảo cách ly đến cả tuần nay, cả tháng nay rồi, làm gì có ship được hàng đâu, thế khổ thân em không, hàng lại quay đầu về. Mà lãi cái áo được 5-10 nghìn, các chị bù tiền ship vào không bỏ luôn. Nhưng mà cũng may là khách cũng đều trả tiền ship hết, kiểu như là người ta không để ý ấy. Thế xong em bảo là thôi thì chị hỗ trợ tiền ship cho bên em, thì người ta vẫn đồng ý giả. Nên là các chị phải lưu ý trước khi gửi cho em, mình đỡ mất tiền oan ấy. Thì các chị nếu mà trong vùng dịch thì thôi nhá, mà thích lắm, các chị muốn mua lắm ấy, thì các chị là mọi người như thế nào, chuyển khoản hay là cọc tiền em giữ đơn nhá. Đấy thì là lợi cả hai bên, em bán được hàng các chị vẫn được mua được đồ, thì phải cọc tiền em giữ đơn, bao giờ hết dịch thì hãng gửi nhá, không thì cứ thế là gửi hoàn hàng về ấy lắm. Ok chị Hà em chốt đơn vai đá 139, chị không cay ớt em chốt đơn. Áo báo á, áo báo là áo gì nhỉ chị nhỉ, lên áo báo đi á. Ui ẩn comment rồi em đọc áo kẻ vàng 79.000, áo đá thắt cà là vạt. Ok để tìm cúc nhá. Em lên áo đá cà vạt cho mọi người chốt nhá. Đây áo đá cà vạt đây. 220. Ngoài ra áo đá này nhà em nhiều lắm, đây. Con áo hồng hồng xem xem này. Đây là những con áo kiểu hàng đắt. Áo vest không phải thử đâu em ơi, ảnh mẫu mặc đăng rồi mà. Ảnh mẫu mặc đăng rất là ấy. Chị mặc thử lên thì chị mặc cái chân váy xòe nó đẹp, chứ mặc cái quần này nhìn nó bị dìm lắm. Đây các bà ơi, em lên áo đá cà vạt nhá. Áo vai đá đỏ đen chị Hàm chốt đơn. Vai đá nhà em có 3 màu, có cả màu trắng đấy, chết bà không chốt màu trắng à. Em toàn ế màu trắng thôi, chết rửa lần sau rút kinh nghiệm không nhập trắng về bán nữa. Thề luôn nhập trắng về bán toàn bị tồn luôn ý. Riêng màu trắng em xả chị 125 được chưa, người mua màu trắng hộ em đi, em màu trắng em còn rất là nhiều. Còn nguyên trắng luôn ý, màu đỏ, màu ghi hết rồi, nhưng mà màu đỏ, màu đen thì cũng còn không nhiều đâu, nhưng màu trắng còn rất là nhiều, phải gấp đôi hai màu này luôn ý. Các chị lấy màu trắng đi xả luôn 125 được chưa, em bán lỗ luôn. Tại màu trắng em còn nhiều quá mọi người ơi. Màu trắng đẹp mà. Em bán màu trắng em màu trắng kiểu không hợp với sao vậy, không hợp phong thủy. Toàn bị ế màu trắng. Rồi các chị ơi. Em lên áo đá cà vạt nhá. Ẩn bị nó vừa hết pin ạ. Để em cắm cái sạc dự phòng các bạn, để em 2 phút. Cắm cái sạc. Giờ đây mặc đồ còn bị em bị béo còn không tự tin cơ. Mặc lên em đây là em chỉ mặc những cái đồ rộng thôi. Còn những cái đồ ôm như ngày xưa thì em ít khi mặc nữa rồi. Mặc lên người mình nó cứ ú lù ra. Đây các chị ơi, áo vai đá 139. Em mặc thử màu trắng nhá, các chị chốt màu trắng hộ em đi, không em toàn bị ế màu trắng thôi. Màu đen này, màu đen là cái tông màu dễ mặc nhất trên đời rồi. Màu trắng này này. Thề luôn màu trắng nên bán ế lắm luôn ý. Trước giờ bán cái gì màu trắng cũng thế. Toàn bị tồn màu trắng thôi, còn những cái màu khác thì rất đắt hàng. Thôi rút kinh nghiệm lần sau em không nhập về trắng nữa. Nhập cả hai màu về, thế nên các chị thấy em có cả màu trắng em có dám lấy đâu. Em chỉ toàn bán màu đen những cái màu thôi, màu trắng em không bán được. Áo vest là 150 răng mim cứ đặt đi, ảnh mẫu để đăng rồi đấy. Ảnh mẫu mặc là rất là rõ rồi nhá. Riêng màu trắng cho em. À thế á, chị đợi tại vì đợt này ra hơi lâu. Áo kẻ đen bao nhiêu? Kẻ đen trắng 79.000 nhá bạn ơi. Áo kẻ đen trắng logo kia là 79 kìa, comment tới là áo logo nhá, hồng tít nhá. Áo vai đá cho em ạ. Sale các chị trên like, riêng màu trắng là 125. Cái màu đen và màu đỏ em không lãi 1.000 các chị luôn, 125.000 được chưa ạ? Con này của em là màu đỏ và màu đen còn có 3 màu thôi ạ. Màu đỏ đen là 139. Riêng màu trắng là 125, màu trắng em còn quá nhiều em xả lỗ luôn. Được chưa các chị? Màu trắng đẹp như thế này em bán không hợp ý. Đây những cái áo này thì em lấy màu trắng em vẫn còn nguyên trắng. Không bán được màu trắng, toàn bán được màu đen thôi. Đấy, nên các chị thấy nhiều khi có hai màu em có bao giờ lấy màu trắng về đâu. Em chỉ lấy màu đen thôi. Đây các chị nhá. Áo vai đá kèm màu kèm số điện thoại cho em ạ, 139.000. Được chưa mọi người? Em qua mẫu nhá. Vai đá 139. Bắp bơ đi được em một tí, áo kẻ đen logo kia là hàng 79.000 bạn ơi. 79.000. Tiếp nha, em qua một con áo đá là áo đá cà vạt. Áo đá cà vạt mặc với cái gì nhưng mà quần đen này sợ không hợp rồi. Đây các chị ơi, áo đá cà vạt đây. Áo đá cà vạt hàng 220 ạ. Em đang mix với quần LV nâu nhưng mà các chị có thể mình gọi là gì nhỉ? Quần LV này thì có thể mặc với những cái mã quần khác màu nhá. Rồi, ai lấy mã này ghi em là áo đá cà vạt nhá. Lại ẩn comment hay sao, lại thấy mỗi đoạn từ đoạn giang mi cái là lại tịt ngỏm rồi. Các chị chấm bài em một cái nào. Mỗi người em xin một nút chấm đi các chị ơi.
quên sạc điện thoại nó vẫn không vào các chị ạ, chết rồi, may quá pin yếu. Áo đá cà vạt các chị mặc với ở quần quần suông hay những cái mã quần kiểu quần bò ấy là đẹp. Áo đá cà vạt 220 nhá các chị ơi, 220.000 đây là. Đây là một con áo đá rất full đá hết luôn, nó đắt nhất là đắt tiền đá nha các chị nhá. 220, ai lấy chốt hàng em áo đá cà vạt. Đợi em một tí để em xem là cái này của em, để em xem là cài đặt cái gì mà nó toàn bị ẩn comment thôi. Áo đá cà vạt cho em 220.000 các chị ơi, 220 nhá. Mặc với là quần khác màu nó sẽ đẹp hơn ạ. Mai xả hàng nhá các chị, nhớ theo dõi livestream nhá, mai em xả những cái hàng lộn xộn. Đẹp quá mọi người, 220 nhá. Nó là dáng lửng là mặc thời tiết thu đông đấy. Các chị ạ, mặc cái kiểu dáng tay lửng này là thời tiết thu đông, thời tiết bây giờ các chị mặc là hợp đấy. Em phải om hàng trước đi, bây giờ nó hết lâu rồi, quần phòng họa tiết em hết rồi. Quần hôm nọ gửi rồi nha em ơi. Ok chị, áo xanh lá 150 ẩn hết comment rồi các chị ơi. Quần LV em hết hàng. Áo xanh lá kia 150 ghi nào áo vest chị ơi. Quần chị đặt chị gửi rồi, Giang Mi ơi gửi rồi nhá. Được chưa mọi người? Áo đá cà vạt đây ạ. Mặc cái quần màu nâu kia là đẹp luôn. Màu nâu này nó là hàng loại 2, em lấy phải hàng loại 2 em mới xả đấy ạ. Thôi các chị là em bán nhập vào đúng 140 luôn. Đúng 140.000 luôn, không hơn không kém 1.000. Nhưng mà tại vì nó là cái hàng em nhập vào hàng loại 2, là hàng một lớp size L. Nó là hàng một lớp các chị ạ. Một lớp thì em không có bán, em bán hàng loại 1 cơ. Nhưng mà nó nhét em hàng loại 2 nên là không giả lại hàng được, nó bắt buộc phải xả các chị nhá. Em không dám bán cho khách luôn ý. Thôi xả rẻ chị nào mua các chị mua. Một lớp thì nó không phải xấu nhưng mà mặc nó sẽ không xịn sò như hàng hai lớp. Quần này nếu mà hàng loại 1 của nó em bán sẽ là hàng 100 bao nhiêu đấy các chị? 100 trước em bán là trăm mấy đấy, 107 108 đấy. Cái hàng đấy hàng ấy cơ, hàng đấy hàng hai lớp, hàng xịn cơ, hàng nhập vào hàng 150 ấy.